chàng rể đại gia, Chu Dương. chương 681, Kinh Hãi 2 Sau khi giám đốc trịnh tổng hợp lại tất cả thông tin, lập tức nghĩ tới một người có khả năng nhất. Chính là Liễu Tuyết vừa lấy được từ trong tay của Lý Minh Phong 50 triệu tiền bồi thường. Mà khi giải quyết sự việc này, giám đốc trịnh vẫn luôn ở bên cạnh. Vì vậy, khi nhìn thấy số tiền vừa tròn 50 triệu tệ trong thẻ đen của Ngân hàng Thế giới, ngay lập tức nghĩ tới Liễu Tuyết hơn nữa trước đó từ cuộc nói chuyện của chu dương và liễu tuyết giám đốc trịnh cũng biết được liễu tuyết đến đây tham gia học lớp a à, đúng chính là liễu tuyết nghe thấy giám đốc trịnh hỏi như vậy hứa mai bị dọa sợ không suy nghĩ nhiều trả lời thẳng vào vấn đề có được câu trả lời khẳng định vẻ mặt của giám đốc trịnh ôn hòa hơn nhiều ánh mắt nhìn hứa mai cũng dịu dàng không ít mặc dù không biết cô gái trước mắt có quan hệ gì với liễu tuyết nhưng cô ta có thể cầm thẻ đen của liễu tuyết từ đó có thể chứng minh hai người là bạn học vậy thì nhất định có quan hệ quen biết dưới tình huống không rõ chuyện bên trong giám đốc trịnh sẽ không đắc tội bất cứ ai nếu đã là bạn của cô liễu tuyết vậy thì chi phí lần này của mọi người sẽ được miễn phí hai người giúp tôi kiểm tra một chút là phòng nào chi phí trừ đi hết giám đốc trịnh chỉ đạo nói hai nhân viên thu ngân kia căn bản không hỏi gì thêm nhanh chóng làm việc miễn trừ toàn bộ chi phí trong thẻ đen này có 50 triệu tệ, chưa động đến một đồng, mời cô đưa lại cho cô Liễu Tuyết giúp. Giám đốc trịnh trịnh trọng cầm tấm thẻ đen giao lại vào tay của hứa mai, lúc này mới chậm rãi rời đi. Hứa mai không biết bản thân đã đến cửa phòng từ lúc nào. Đứng ở cửa, nghe thấy âm thanh trong phòng, biểu cảm trên dương mặt của hứa mai biến đổi thất thường. Có nhiều cảm xúc như mất mát, đố kỵ, hối hận, ngưỡng mộ, đều đủ cả. Hơn nữa hứa mai phát hiện bước chân của chính mình trở nên vô cùng nặng nề, dường như không thể nhấc chân nổi một bước. Két! Đúng lúc này cửa phòng của bọn họ bị mở ra từ bên trong, một cô gái nhìn thấy hứa mai đứng ở cửa đột nhiên bị dọa sợ. Hứa mai, cậu làm sao mà bây giờ mới quay lại, tớ đang chuẩn bị đi tìm cậu đây. Cô gái kia vỗ ngực, trách móc nói một câu, sau đó kéo hứa mai đi vào phòng. Hứa mai đi vào bên trong, cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn trên người mình. Trên thực tế, quả thực là như vậy. Audio điện tử võ tấn bền Hứa mai đi vào trong phòng, ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả liễu tuyết đều đang đổ dồn trên người cô ta. Dẫu sao vừa nãy là hứa mai sung phong đảm nhận cầm tấm thẻ của liễu tuyết đến quầy thu ngân kiểm tra số dư bên trong. Bây giờ hứa mai đã quay lại, vậy nhất định đã tra ra được số dư trong tấm thẻ đen. Hứa mai, sao rồi? Có 200.000 tệ trong đó không? Đúng thế, vừa này Liễu Tuyết còn nói với bọn tớ ngày hôm nay cậu ấy thanh toán đó. Hứa mai, sao cậu im lặng không nói câu nào vậy? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Mọi người nhìn thấy hứa mai không động đẩy cũng không nói chuyện, đột nhiên hơi mất kiên nhẫn. Ngay cả sắc mặt của Hoàng Cương lúc này cũng thay đổi. Với tính cách của hứa mai, nếu như trong thẻ của Liễu Tuyết không có tiền, cô ta chắc chắn sẽ không trầm mặc như vậy, không chừng đã làm loạn lên rồi, mà lúc này lại nhấn nhịn không giễu cợt Liễu Tuyết. Nhưng bây giờ, Hứa Mai không nói lời nào, sắc mặt lại vô cùng khó coi, Hoàng Cương có ngốc hơn thì cũng đoán ra trong thẻ của Liễu Tuyết nhất định có tiền. Hơn nữa còn có không ít tiền, bằng không nếu như chỉ có hơn 200.000 tệ Hứa Mai sẽ không như vậy. Sao rồi, Hứa Mai, tôi không lừa cậu chứ, trong thẻ này có tiền. Vậy bây giờ tôi có thể đi rồi chứ? Liễu Tuyết nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Hứa Mai, tất nhiên đã đoán ra được kết quả. Nếu như Hứa Mai không muốn nói tiếp, vậy thì Liễu Tuyết cũng sẽ không tiếp tục nói về vấn đề này, cô chuẩn bị rời đi. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Liễu Tuyết đứng dậy, đi tới trước mặt Hứa Mai chuẩn bị lấy tấm thẻ đen từ trong tay cô ta. Nhưng lúc này Hứa Mai đã có phản ứng. Cô ta nắm chặt tấm thẻ đen trong tay, nhìn Liễu Tuyết vẻ mặt căm hận ghen ghét. Liễu Tuyết tôi không ngờ cậu là loại người như vậy cô ta vừa dứt lời tất cả mọi người tập trung ánh mắt nhìn chăm chú không hiểu tại sao hứa mai lại nói thế liễu tuyết cũng nhíu mày lạnh lùng nhìn hứa mai muốn xem hứa mai rốt cuộc muốn nói gì liễu tuyết tôi không ngờ cậu vì tiền lại cam tâm tình nguyện làm tình nhân của lý thiếu gia hứa mai nói tiếp câu tiếp theo lại khiến mọi người ngạc nhiên sững sờ ai nấy đều đần mặt ra liễu tuyết vì tiền Cam Tâm làm tình nhân của Lý Thiếu gia. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng nội dung bao hàm không ít. Hứa Mai, cậu nói nhảm cái gì đấy? Liễu Tuyết sững sờ, cô không ngờ Hứa Mai lại nói ra lời như vậy. Giữa cô và Lý Minh Phong có quan hệ gì, Hứa Mai cô ta không biết sao? Lại mở to mắt nói lời nhảm nhí, bôi nhọ danh dự của cô. Hừ, nếu không, Liễu Tuyết, cậu nói với mọi người trong tấm thẻ đen này tại sao lại có 50 triệu tệ? Hứa Mai ném tấm thẻ, nhìn Liễu Tuyết, đột nhiên cảm thấy trong lòng vui sướng không thôi. Vốn dĩ Hứa Mai còn cảm thấy bản thân không còn mặt mũi, nhưng bây giờ công bố chuyện này ra, bản thân cô ta lại tùy tiện bịa đặt thêm, liền có thể đẩy Liễu Tuyết xuống vực sâu. Cái gì? Liễu Tuyết làm nhân tình? 50 triệu tệ? Điều này không thể nào. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Hứa Mai và Liễu Tuyết. Lượng thông tin trong lời nói của Hứa Mai quá lớn mọi người căn bản nhất thời không hiểu rõ được. Hơn nữa, đối mặt với số tiền khổng lồ 50 triệu tệ như vậy, Liễu Tuyết làm nhân tình cho Lý Thiếu Gia đã không còn là tâm điểm chú ý của mọi người nữa. Nếu như làm nhân tình của Lý Thiếu Gia, có thể có được 50 triệu tệ, thậm chí chỉ có 10 triệu tệ, e rằng các cô gái ở đây sẽ chen lấn giành giật. Trong đó, sự thay đổi sắc mặt của Đồng Diễm là đặc sắc nhất. Cô ta nhìn Liễu Tuyết, không biết nên nói gì. Làm nhân tình, 50 triệu tệ. Từ ngữ như vậy đã khiến cho Đồng Diễm mất đi năng lực suy nghĩ. Cô ta trở thành bạn gái của Trương Dũng là vì cái gì, không phải vì Trương Dũng mở công ty, bây giờ của gia sản có không ít sao? Nhưng gia sản của Trương Dũng cũng không nhiều đến con số 50 triệu tệ. Hơn nữa Trương Dũng có tiền cũng sẽ không đưa thẳng cho cô ta. Còn bây giờ, Liễu Tuyết lại được đưa thẳng 50 triệu tệ. Hai tay Đồng Diễm đan chặt vào nhau. Móng tay như muốn bấm thẳng vào lòng bàn tay, trong lòng đố kỵ đến phát điên. Hừ, nếu cậu đã nói vậy, tôi sẽ nói chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe. Liễu Tuyết biết, bản thân nếu không kể chuyện này ra với mọi người, sẽ không ai tin cô. Liễu Tuyết nhanh chóng nói ra chuyện đột nhiên xảy ra giữa mình và Lý Minh Phong, trong đó, chuyện Hoàng Cương và Hứa Mai xuất hiện nhưng bị Lý Minh Phong coi thường đuổi đi, cô đương nhiên không giấu giếm. 50 triệu tệ này là Lý Minh Phong bồi thường cho tôi. Còn về việc mọi người có tin hay không, đây là chuyện của mọi người, không phải chuyện của tôi. Nói xong, Liễu Tuyết đi thẳng ra ngoài, rời khỏi đó. Bây giờ cô cảm thấy trong căn phòng đó đã không thích hợp cho cô ở lại nữa. Đến bây giờ mới có thể nhìn rõ bộ mặt của đám bạn học này, mặc dù cảm thấy rất tủi thân, nhưng vẫn có thể chấp nhận. May mà chuyện như thế này vẫn chưa ảnh hưởng gì đến tính mạng của cô. Bằng không, một khi gặp phải chuyện mất mạng, có những người này ở đây, Liễu Tuyết căn bản không dám tưởng tượng. chương 682, rời khỏi Đông Hải. Liễu Tuyết ra khỏi phòng. Những người còn lại chố mắt nhìn nhau không biết nên nói gì. Xét cho cùng, mọi chủ đề nói chuyện vừa nãy đều liên quan đến Liễu Tuyết. Bây giờ Liễu Tuyết đã đi rồi, nếu họ còn muốn nói về cô nữa thì chẳng còn thú vị gì. chí ít một số người sẽ không đạt được mục đích của mình. Ừ, Liễu Tuyết cứ đi như thế à? Hừ, hứa mai, trong cái thẻ đó của Liễu Tuyết đúng là có nhiều tiền thế sao? 50 triệu, đó là số tiền tôi nằm mơ cũng không được. Đúng vậy, nhưng Liễu Tuyết là nhân tình của Lý Thiếu ra gì đó thật ư? Đừng nói nhiều về chuyện này nữa. Mọi người xì xào bàn tán, mặc dù Liễu Tuyết đã rời khỏi đó nhưng nếu cô đúng thật có số tiền 50 triệu thì cũng đáng để người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị. Có lẽ đúng thế. Lúc này Trương Dũng im lặng suốt từ nãy đến giờ lại lên tiếng. Sao vậy? Đồng Diễm là bạn gái Trương Dũng khi nghe hắn nói câu này cũng cảm thấy thắc mắc khó hiểu. Mọi người không biết cũng chẳng có gì lạ, lúc Liễu Tuyết vừa lấy tấm thẻ đó ra, tôi đã thấy rất quen rồi. Nhưng không dám chắc chắn, bây giờ Hứa Mai đã nói trong cái thẻ đó có 50 triệu, vậy tôi có thể khẳng định được rồi. Trương Dũng thở phào nhẹ nhõm như thể hắn cảm thấy may mắn vì nãy giờ chưa nói câu nào xúc phạm đến Liễu Tuyết cái thẻ đen kia là thế nào? đó là thẻ gì? trường dũng anh mau nói đi, đừng ra vẻ thần bí thế kia nữa. đồng diễm ôm cánh tay trương dũng, nũng nịu nói, tấm thẻ màu đen kia là thẻ đen amex của ngân hàng thế giới, số lượng phát hành thẻ này trên cả thế giới cũng vô cùng có hạn. những thứ khác không nói. trong một cái thẻ đen amex phải có ít nhất 50 triệu. trương dũng nghiêm túc nói, hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức sướng sờ cảm thấy ớn lạnh sống lưng nếu nói lời của hứa mai là cố ý nói dối để chèn ép liễu tuyết. Vậy thì những gì Trương Dũng nói đều là sự thật. Thứ nhất, Trương Dũng và liễu tuyết không hề quen biết nhau từ trước, giữa hai người không hề có hiểm khích gì. Thứ hai, Trương Dũng tự mình mở công ty, lăn lộn với đời cũng có kinh nghiệm, có thể nhìn thấu nhiều sự việc, cũng tiếp xúc với không ít người có danh tiếng, chắc chắn hắn biết rất nhiều thứ. Hả? Tất cả mọi người nhìn nhau, Vẻ mặt của mỗi người đều hiện lên nét kinh ngạc không thôi. Sau đó lại sinh ra lòng đố kỵ ghen ghét với Liễu Tuyết. Bất luận chuyện Liễu Tuyết làm nhân tình cho Lý Minh Phong như lời hứa mai nói là thật hay giả. Ít nhất, số tiền 50 triệu đó chắc chắn là thật. Liễu Tuyết không hề biết đến cuộc nói chuyện của những người trong phòng, sau khi ra khỏi đó, cô dứt khoát rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake. Cô không muốn ở đây lâu hơn nữa. Ánh mắt những người kia khiến Liễu Tuyết cảm thấy không thoải mái, có cảm giác mình mọi người soi mói, Đàm Tiếu. Nhất là Hoàng Cương và Hứa Mai cứ liên tục vu khống cho Liễu Tuyết, điều đó cũng làm cho tình bạn cùng lớp trong lòng Liễu Tuyết bỗng chốc biến mất không còn dấu vết. Cô lắc đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa, ánh mắt Liễu Tuyết lập tức trở nên kiên định. Liễu Tuyết còn nhớ lúc trước Chu Dương bảo cô sau khi họp lớp xong hãy đến vịnh lục cảnh, Chu Dương có chuyện muốn nói với cô. Nghĩ đến đây, Liễu Tuyết không dám rể ra chậm trễ, lập tức lái xe đến Vịnh Lục Cảnh. Một giờ sau, Liễu Tuyết đã dừng xe trước cổng Vịnh Lục Cảnh. Chỉnh sửa lại trang phục và diện mạo, Liễu Tuyết nở nụ cười tươi tắn rồi bước vào Vịnh Lục Cảnh. Khẽ gõ cửa, Liễu Tuyết hít sâu đè nén lại tâm trạng kích động của mình. Tuy rằng không biết Chu Dương muốn nói gì nhưng Liễu Tuyết biết nếu không có Chu Dương thì hôm nay cô chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của Lý Mình Phong. Tiểu Tuyết đến rồi, mau vào trong đi người mở cửa là bà chu bà chu thấy liễu tuyết đứng ngoài cửa liền nở nụ cười thân thiết kéo liễu tuyết vào trong trước đây chu dương ở tỉnh tương tây xa xôi không ở đông hải liễu tuyết vẫn luôn ở đây chăm sóc cho bà chu nên bà chu đã xem liễu tuyết như con gái của mình từ lâu hơn nữa bà chu lại không có con gái nên càng quan tâm để ý đến liễu tuyết hơn nếu có thể bà chu đã nhận liễu tuyết làm con gái luôn rồi cháu chào cô thấy người mở cửa là bà Chu, vẻ mặt Liễu Tuyết cũng giản ra không ít, cô thân thiết chào hỏi. Thật ra Liễu Tuyết khá lo lắng người mở cửa sẽ là Chu Dương, như vậy cô thậm chí không biết nên chào Chu Dương thế nào. Cô đến rồi, lên đây với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lúc này Chu Dương đang ngồi trên ghế sofa, thấy Liễu Tuyết đi vào anh đứng bật dậy định đi lên tầng 2. Lên tầng làm gì, có chuyện gì con không thể nói ở đây sao? nhưng không đợi chu dương đi lên bà chu đã không vui kéo tay liễu tuyết ngồi thẳng xuống sofa hôm nay các con có chuyện gì thì cứ nói ở đây mẹ cũng muốn nghe xem thái độ của bà chu rất kiên quyết liễu tuyết bị bà chu kéo tay vẻ mặt bất lực nhìn chu dương vậy được rồi chu dương cũng không còn cách nào khác mẹ mình đã nói như vậy anh lại không thể phản bác hơn nữa chuyện anh muốn nói với liễu tuyết cũng không phải bí mật gì với bà chu để bà nghe một chút cũng không sao cả liễu tuyết chuyện hôm nay tôi nghĩ cảm nhận của cô là rõ ràng nhất chu dương ngồi xuống nhìn liễu tuyết vẻ mặt khá nghiêm trọng nhưng chu dương còn chưa nói xong đã bị bà chu cắt ngang chuyện hôm nay chuyện gì đã xảy ra chuyện gì bà chu hỏi liên tục gương mặt đầy vẻ quan tâm lo lắng chu dương trầm ngâm hồi lâu vẫn nên nói cho bà chu biết về chuyện xảy ra hôm nay Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng. Bà Chu tức giận hiển nhiên bà vô cùng tức giận với cái tên Lý Minh Phong mà Chu Dương nói kia. Nếu chuyện trong câu lạc bộ Silver Lake này xảy ra ở thời cổ đại thì đó gọi là ức hiếp con gái nhà lành. Ở tuổi của bà Chu, ở thời đại của họ hễ xảy ra chuyện thế này, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không biết xấu hổ, không ngờ lại có người như vậy đấy. Tiểu Tuyết, cháu không sao chứ? Có bị thương không? Để cô xem thử nào. Bà Chu tức giận mắng một câu, sau đó nắm chặt tay Liễu Tuyết nhìn cô từ trên xuống dưới, kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không. Nhìn Liễu Tuyết không bị thương ở đâu ngoại trừ vết đỏ trên cổ tay, lúc này bà Chu mới thở phào. Ngay sau đó, bà Chu càng tức giận chỉ vào vết đỏ trên cổ tay Liễu Tuyết. Xem đi, đang yên đang lành tự dưng tiểu tuyết lại phải chịu như vậy chứ. Bà Chu vừa nói vừa không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ trên cổ tay Liễu Tuyết, như thể làm như vậy mới có thể giúp cô bớt đau đớn, khôi phục nhanh hơn một chút. Điều này khiến Chu Dương ở bên cạnh cảm thấy cạn lời, nhưng anh lại chẳng thể nói gì được, chỉ có thể yên lặng quan sát bà Chu và Liễu Tuyết cháu cháu cô cô. Được rồi, Chu Dương đã giúp cháu trừng phạt thằng khốn thối tha kia, vậy là tốt rồi, có chuyện gì thì các con cứ nói tiếp đi. Nghe bà Chu nói vậy, Chu Dương mới nói tiếp. Chương 683, đề nghị của bà Chu. Cô cũng biết, Tên Lý Minh Phong đó là người của Lý Gia ở thành phố Đông Hải, nói thật cho cô biết, thân phận và lai lịch của người như vậy chắc chắn không tầm thường. Họ muốn đối phó với một người là việc dễ như trở bàn tay, đặc biệt là với người không có lai lịch như cô. Sắc mặt Chu Dương nặng nề, nhưng anh vẫn cố để nói với giọng dịu nhẹ một chút. Dù sao, với thân phận của Liễu Tuyết chắc cả đời cũng chưa từng tiếp xúc với gia tộc lớn như Lý Gia. Và rất có thể Liễu Tuyết cũng không hiểu rõ về thế lực của Lý Gia. Quả thật, Chu Dương không hề lý ra hay Thái gia báo thù, bởi vì Chu Dương không hề đơn độc. Ngoài cộng đồng có lợi ích chung, thì bên cạnh anh còn có Ngưu Xuyên, một tông sư võ giả thực thụ. Vậy nên dù Thái gia có tông sư võ giả đi chăng nữa, nhưng nể tình Ngưu Xuyên, chắc chắn họ sẽ không gây khó dễ cho Chu Dương. Suy cho cùng, trừ phi Thái gia có thể đánh lại Ngưu Xuyên, không thì việc đắc tội với một tông sư võ giả trẻ tuổi như Ngưu Xuyên là một chuyện ngu dốt vô cùng. Chu Dương nói rất đơn giản dễ hiểu nhưng ẩn ý bên trong lại rất rõ ràng một mình liễu tuyết thì không thể chống lại lý ra được anh chu vậy tôi phải làm sao liễu tuyết cũng lờ mờ đoán ra được chu dương muốn nói gì nhưng cô không cam lỏng lắm khó khăn lắm cô mới tốt nghiệp đại học đông hải vào làm việc ở vịnh lục cảnh nơi ước mơ của biết bao người làm việc vất vả nửa năm mới lên được chức giám đốc bộ phận nghiệp vụ nếu như phải lựa chọn có lẽ chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất đó là rời khỏi thành phố đông hải nhưng nếu làm vậy thì bao nỗ lực trước kia của Liễu Tuyết đều công cốc. Xem ra cô cũng đoán được tôi định nói gì tiếp, đúng vậy. Hiện giờ Lý gia là một đại gia tộc quyền thế ở thành phố Đông Hải, người bình thường đều không dám coi thường, với lại, còn có cả Thái gia, một khi hai gia tộc này muốn gây thù chuốc oán với ai thì cả thành phố Đông Hải này chẳng mấy ai có thể chống lại được. Nhưng Liễu Tuyết à, cô nên biết, thể lực lớn mạnh như vậy chắc chắn cô không đối đầu được đâu. Cho nên Tôi mới tới đòi Lý Minh Phong nhiều tiền như vậy, coi như bồi thường cho cô. Sự lựa chọn tốt nhất của cô chính là mau chóng rời khỏi thành phố Đông Hải." Chu Dương lẳng lặng nói, đồng thời quan sát phản ứng của Liễu Tuyết. Bởi anh không muốn làm tổn thương Liễu Tuyết, nếu không, lúc ở câu lạc bộ Silver Lake, Chu Dương đã không ra mặt rồi, chứ đừng nói tới chuyện khuyên bảo tận tình như hiện giờ. Với lại, đối với Liễu Tuyết mà nói, 50 triệu tệ kia là đủ lắm rồi dù cô đi đâu cũng đủ tiền sống dư giả, dạ, thoải mái. Cái gì, rời khỏi thành phố Đông Hải? Tại sao phải rời khỏi thành phố Đông Hải chứ? Chẳng lẽ đảm lý ra, thái gia gì đó vẫn dám tiếp tục gây khó dễ cho tiểu tuyết sao, có còn coi luật pháp ra gì nữa không? Lúc này, bà Chu hoảng hốt kêu lên, nắm lấy tay liễu tuyết, vẻ mặt đầy nghiêm túc như đang che chở cho con mình. Đồng thời, bà trừng mắt với Chu Dương, giống như anh đã làm gì liễu tuyết khiến cho người ta phải căm phẫn không phải đi đâu hết tiểu tuyết cháu cứ ở đây để cô xem ai dám làm gì cháu cùng lắm thì để tiểu tuyết ở đây lần này hình như bà chu đã quyết tâm không để cho liễu tuyết rời khỏi thành phố đông hải nên bà nói vậy luôn không nghĩ ngợi gì nhiều vừa dứt lời không những chu dương mà ngay cả liễu tuyết cũng đều sửng sốt nhìn bà chu những lời này bà chu chưa từng nói với ai giờ đột nhiên nói vậy không khỏi khiến người ta ngạc nhiên nên biết hiện giờ căn nhà này hầu như chỉ có một mình bà chu sinh sống thi thoảng, Chu Dương mới tới ở vài ngày. Đến tận bây giờ, người vợ danh chính ngôn thuận là Tạ Linh Ngọc vẫn chưa tới bao giờ. Ấy vậy mà bà Chu lại nói muốn cho Liễu Tuyết ở dây. Vậy là sao, coi Tạ Linh Ngọc, người vợ danh chính ngôn thuận là gì? Cô à, không được, vậy sao được, anh Chu cũng là vì muốn tốt cho cháu. Nếu hôm nay không có anh Chu chắc cháu không thoát nổi rồi, cháu không thể gây thêm phiền phức cho anh Chu được. Mặt Liễu Tuyết ửng đỏ, đỏ bừng sang cả mang tai, thậm chí chiếc cổ trắng nõn như tuyết của cô cũng đỏ rực. Nghe bà Chu nói vậy, mặt Liễu Tuyết đầy vẻ kinh ngạc khó tin, kèm theo chút ít hy vọng. Nhưng, Liễu Tuyết biết, bà Chu chỉ buột miệng nói ra thôi, không thể coi là thật. Cuống hồ, Liễu Tuyết biết giữa cô và Chu Dương chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường, hơn nữa mối quan hệ này chỉ như bạn bè xã giao. Nếu vậy, Liễu Tuyết không thể ở lại đây được. Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh, Liễu Tuyết mà ở đây thì ra thể thống gì, nếu để Linh Ngọc biết được, con biết giải thích sao đây?" Chu Dương cau mày, liếc nhìn mẹ mình, vẻ mặt không hài lòng lắm. "Anh cũng biết, đó chỉ là những lời nói nhảm mà bà Chu bột miệng nói ra trong lúc nóng vội, nhưng nếu bà Chu đã nói ra những lời này thì tức là bà ấy đã từng có suy nghĩ đó." Và Chu Dương biết suy nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Chu Dương cũng không biết bà Chu ngày một có ác cảm với Tạ Linh Ngọc từ bao giờ nữa. Trước kia thấy bà nhắc tới Tạ Linh Ngọc với anh mấy chục lần một ngày, Vậy mà giờ đây, cả ngày thậm chí là một lần cũng không thấy bà ấy nhắc tới. Vậy sao? Thay đổi thái độ, quanh quẩn trong sự chú ý của Chu Dương. Chu Dương cũng biết, có lẽ mẹ anh không thích Tạ Linh Ngọc nữa rồi. Dù như nào, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đã kết hôn 3 năm rồi, quan hệ của hai người không tốt thì thôi không nói, mà hầu hết mọi người trong Tạ gia đều ghét bà Chu và Chu Dương vô cùng. Quan trọng là dường như bà Chu không thấy tia hy vọng nào về đứa cháu tương lai của Minh Từ tại Linh Ngọc chu dương lau nhẹ phần chán vừa rồi không nhịn được mà suy nghĩ đủ thứ nhưng cũng chính vì suy nghĩ nhiều chuyện nên hiện giờ chu dương mới cảm thấy dù anh không ở nhà trong khoảng thời gian này thì bà chu vẫn luôn lo lắng về chuyện của anh chu dương hơi gật đầu vẻ mặt đầy áy náy ôi là mẹ hồ đồ rồi nhưng mà chu dương à con cũng không thể bắt tiểu tuyết rời khỏi thành phố đông hải vậy được khó khăn lắm nó mới ổn định được cuộc sống giờ rời đi vậy những nỗ lực trước kia của nó chẳng phải đều uổng phí hết sao bà chú ý thức được mình đã quá lời nên liền nghiêm túc lại nhưng trong lời nói không giấu nổi sự lo lắng cho liễu tuyết phải rồi chu dương chẳng phải giờ con đang làm việc ở công ty danh dương sao con nghĩ cách xem có thể chuyển liễu tuyết tới công ty các con làm việc được không nếu vậy đi làm hay tan ca con cũng tiện chăm sóc mà đến công ty làm rồi thì người bên lý gia và thái gia gì đó còn dám tìm tới gây sự được chắc đột nhiên Mặt bà Chu bỗng nở nụ cười rạng rỡ nói: "Càng nói bà Chu càng cảm thấy đây là một cách vô cùng hay. Chỉ cần ở thành phố Đông Hải thì làm gì mà chả là làm. Cuống hồ, nếu Liễu Tuyết làm việc ở công ty Danh Dương, có Chu Dương ở đó sẽ tiện chăm sóc. Như vậy bà Chu cũng có thể yên tâm hơn. Vậy cũng không uổng công trước kia Liễu Tuyết thường tới nói chuyện với bà, tâm sự chuyện gia đình, giải tỏa tâm trạng cô đơn chống trải trong những lúc Chu Dương vắng nhà." Chương 684: Đi đến công ty Danh Dương. Nghe thấy lời Chu Dương nói vậy, hai mắt Liễu Tuyết sáng lên, lộ ra chút mong đợi. Đúng là, theo như lời bà Chu, có vẻ sẽ không sao cả. Nhưng Liễu Tuyết lại không thể chủ động nói ra, nên cô nhìn Chu Dương không trước mắt, chờ đợi một câu trả lời từ anh. Ừm. Chu Dương hơi cúi đầu, im lặng suy nghĩ. Lời bà Chu nói, có thể xem là một đề nghị tốt. Nhưng bà Chu không nghĩ tới điểm này đó là trong công ty danh dương chưa tạ linh ngọc thường xuyên tới còn có thẩm bích quân gần như lúc nào cũng ở đấy nếu bây giờ anh đưa liễu tuyết vào cô kiểu gì cũng thành đối tượng bị công kích đến lúc ấy không chỉ tạ linh ngọc chú ý mà thẩm bích quân cũng sẽ xăm soi liễu tuyết để dò hỏi kiểm tra lai lịch của cô cho rõ ràng cùng trong công ty với nhau không nhìn nhau thì không sao chứ cứ gặp nhau là xích mích sẽ khó mà tránh khỏi xung đột sau này lúc đó Chu Dương biết giúp ai, an ủi ai, ủng hộ ai. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mẹ, nên giờ anh không từ chối được. Được rồi, chuyện này con sẽ sắp xếp sau, cơ mà Liễu Tuyết hãy nhanh chóng chuyển chỗ ở, tôi sẽ tìm một vị trí nhà gần công ty cho cô. Chu Dương bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Nhưng vì lý do an toàn, nên anh quyết định tìm cho Liễu Tuyết chỗ ở gần công ty. Thấy Chu Dương đồng ý, nụ cười trên gương mặt Liễu Tuyết càng thêm tươi tắn. Ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Nếu không phải bà Chu nói, thì cô cũng đã nghe lời Chu Dương rời khỏi Đông Hải. "Được, Chu Dương, làm vậy là đúng lắm, con phải biết những ngày con không ở đây." Bà Chu rất vui vẻ, nắm lấy tay Liễu Tuyết bắt đầu kể lại hồi trước, lúc anh còn chưa đến đây, đều một tay Liễu Tuyết giúp đỡ bà. Những câu chuyện này, hôm qua Chu Dương gần như nghe cả rồi. Bây giờ lại nghe mẹ kể lại thì thấy chịu không nổi nữa. Thực ra cũng chẳng có gì, Liễu Tuyết làm vậy là vì cô tốt bụng. Nhưng qua lời kể của bà Chu, giống như bà ấy nợ cô cả một biển ân tình, nên Chu Dương không ngăn bà ngừng kể được. Liễu Tuyết tới nhà chơi, bà Chu sẽ không để cô cứ thế mà đi. Bà xuống bếp, cô cũng tự nguyện xuống giúp. Hai người họ bên làm, bên hỗ trợ, cũng nấu một mâm lớn toàn đồ ăn. Bữa cơm ấy làm anh no đến vỡ bụng. Cơn tức giận lúc sáng ở khách sạn phải chịu đựng vì bà tạ và mấy người họ hàng, giờ đây cũng không nữa. Thế nhưng... Với Trương Dũng con trai cậu cả của tạ Linh Ngọc, dù Chu Dương có nghĩ gì khác cũng không thấy nguôi ngoai. Nghe nói lúc trước Trương Dũng hỗ trợ Mỹ phẩm duyệt Kỳ, nhưng giờ mở công ty riêng, lại còn thường xuyên qua lại với mấy lãnh đạo cấp cao của công ty danh Dương. Chu Dương không rõ chuyện nội bộ, nhưng anh biết một điều. Trương Dũng ư, Xem ra cách thức và trình tự hắn tự mình mở công ty, chắc chắn có điều gì đó không hợp pháp. Thậm chí lại còn hợp tác với công ty danh dương điều mà người bình thường cũng khó để làm được. Ngày tiếp theo, Chu Dương dậy thật sớm, hôm nay anh phải đến công ty một chuyến, không chỉ để xử lý thủ tục nhậm chức cho Liễu Tuyết, mà còn để giúp cô tìm chỗ ở, sang năm sau là cô có thể vào công ty làm việc. Chu Dương cũng cần nhờ Diệp Sở Thiến xem qua tình hình công ty của Trương Dũng. Dĩ nhiên bây giờ, chuyện khu Khánh Phong ở Đông Hải Chu Dương cũng cẩn trọng chú ý, chỉ cần có động tính gì anh sẽ hành động ngay. Hôm qua họp lớp như nào? Trên đường tới công ty, Chu Dương lái xe còn Liễu Tuyết ngồi ghế bên cạnh. Hôm qua thời gian gấp gáp, nên anh không hỏi cô chuyện các bạn lớp cô tụ họp. Giờ Chu Dương lại muốn nghe ngóng xem Liễu Tuyết có gặp chuyện khó xử nào, có bị khi dễ lúc ở câu lạc bộ Silver Lake không? Cũng bình thường, chỉ là mọi người tốt nghiệp cũng nửa năm rồi nên hơi lạ lẫm chút nói đến đây giọng liễu tuyết hạ thấp xuống tự nhiên giọng cô trầm như vậy đương nhiên chu dương cũng nhận ra chu dương là một người từng trải nên vừa nghe là anh biết buổi họp lớp hôm qua của cô không vui vẻ cho lắm nếu không thì mọi người mới ra trường được nửa năm làm sao thay đổi nhiều vậy được trong khi giọng nói của cô nghe khá lãnh đạm chắc chắn đây không phải cảm xúc nên có sau khi được gặp mặt bạn bè Cô hãy nhìn thoáng ra, xã hội là vậy, đại học cũng chỉ là bậc thềm, tích lũy chút kinh nghiệm để bước vào xã hội thôi." Chu Dương không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nên chỉ có thể an ủi cô một chút. Liễu Tuyết rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này. Hai người im lặng suốt quãng đường đi đến công ty Danh Dương. Nửa tiếng sau, Chu Dương dừng xe trước cửa công ty, để Liễu Tuyết xuống xe trước, sau đó đi tìm chỗ để xe. Bình thường ở công ty có bảo vệ nên sẽ có người tới giúp anh đậu xe. Nhưng một phần là vì cuối năm rồi, đa số bọn họ đều phải về nhà ăn Tết, còn nhóm trực thì giờ cũng đang đi tuần tra. Chu Dương ngồi trong xe, thấy được đội bảo vệ tuần tra trên tầng 3 tòa nhà. Chuyện tự tay làm được thì nên làm, không phiền hà gọi người trên kia xuống. Liễu Tuyết ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn trụ sở chính của công ty Danh Dương ngay trước mắt. Lúc trước Danh Dương vốn đã nổi tiếng nhưng từ khi mặt nạ dưỡng da làm trắng ra đời, giúp danh tiếng công ty phủ rộng, trở thành thương hiệu lớn nhất tại Đông Hải. Khoảng thời gian đó là sắp tốt nghiệp, Liễu Tuyết bắt đầu dùng sản phẩm của công ty danh dương. Hiệu quả thật sự nổi trội, nên từ đó cô là khách hàng trung thành của công ty. Lúc trước Liễu Tuyết biết Chu Dương làm tại công ty, cũng thầm nghĩ chức vụ của anh ở công ty không hề tầm thường. Vì cô không biết chuyện xảy ra ở câu lạc bộ Silver Lake hôm qua, Chu Dương rốt cuộc đã làm gì nói Chu Dương là chủ tịch của công ty danh Dương thì không đúng lắm. Vì có tin đồn danh Dương do một người đẹp lạnh lùng làm lãnh đạo. Hơn nữa, kể cả có là chủ tịch của công ty danh Dương, e là không đủ tư cách thách thức Lý Gia và Thái Gia. Đang ngẩn người suy nghĩ, đột nhiên Liễu Tuyết nghe thấy có người gọi mình. Vừa quay đầu nhìn lại, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Ô kìa, đây không phải Liễu Tuyết của chúng ta sao, không đi làm người yêu của Lý Thiếu ra còn chạy đến đây làm gì sao rồi, bị lý thiếu ra đá rồi à? chương 685, trồn đến chúc Tết gà. Liễu Tuyết không ngờ, hôm qua cô vừa chia tay với những bạn học kia, hôm nay đã gặp lại. Hơn nữa, lần này chạm mặt ở cửa lớn công ty danh dương không phải ai khác, mà chính là Đồng Diễm, đi theo Đồng Diễm còn có bạn trai cô ta Trương Dũng. Nghe xong lời Đồng Diễm nói, sắc mặt Liễu Tuyết lập tức trở nên lạnh lùng, Liễu Tuyết cho rằng giữa cô và Đồng Diễm thật ra không có nhiều mâu thuẫn, ngay cả thời đại học cũng không chạm mặt nhiều, càng không cần nói đến sau khi tốt nghiệp, hai người chưa từng gặp lại. Lần họp lớp hôm qua, cô và Đồng Diễm gặp lại nhau, hai người giống như có mối thù không hóa giải được, hầu như bất cứ lúc nào Đồng Diễm cũng nhằm vào Liễu Tuyết. Đồng Diễm, lẽ nào cậu không đánh răng sao? Liễu Tuyết lạnh lùng nhíu mày phản bác. Hừ, không ngờ hoa khôi Liễu cũng mồm miệng sắc sảo gớm. Đồng Diễm cười khẩy, ánh mắt nhìn Liễu Tuyết ngày càng không có thiện cảm. Liễu Tuyết có trở thành tình nhân của Lý Minh Phong hay không, Đồng Diễm căn bản không quan tâm, cũng không để ý. Điều cô ta quan tâm chỉ có 50 triệu tệ kia thôi. Đó là 50 triệu tệ, ngay cả công ty của Trương Dũng dù có bán đi cũng không có giá trị lớn như vậy. Hôm qua Liễu Tuyết rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake, Đồng Diễm về nhà vẫn còn chán nản, không có được bất kỳ lợi ích gì từ tay Liễu Tuyết. Đồng Diễm tuyệt đối không ngờ, hôm nay chỉ cùng bạn trai Trương Dũng đến công ty Danh Dương làm việc mà vẫn có thể gặp lại Liễu Tuyết lần nữa. Đây đúng là cơ hội trời ban, nếu cô ta không nắm bắt được thì đúng là vô cùng uổng phí. "Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu." Liễu Tuyết lạnh lùng nói, ngày càng cảm thấy chán ghét Đồng Diễm, tự giác đứng qua một bên. Cô không muốn nói nhiều với Đồng Diễm ở đây, dù sao giữa hai người cũng không có tiếng nói chung. Cuống hồ Cô vẫn phải đợi Chu Dương, lát nữa hai người sẽ đi làm thủ tục nhận chức. Liễu Tuyết không muốn xảy ra tranh chấp với Đồng Diễm, để lại ấn tượng không tốt cho Chu Dương. Nhưng mọi chuyện phát triển thế nào căn bản không thể theo sự kiểm soát của con người. Liễu Tuyết tự giác đứng sang một bên không muốn nói chuyện với Đồng Diễm, nhưng Đồng Diễm lại kiên quyết đến cùng, nhất định phải nghĩ cách lấy được một chút từ 50 triệu kia của Liễu Tuyết mới chịu bỏ qua. "Ôi, tôi nói này Liễu Tuyết, Chúng ta dù gì cũng từng là bạn học, sao nào? Bây giờ có tiền, ở bên cạnh Lý Thiếu gia rồi nên không để ý đến chúng tôi nữa hả? Đồng Diễm vừa cười vừa đi về phía Liễu Tuyết, đôi mắt đẹp đánh giá Liễu Tuyết từ trên xuống dưới, muốn xem trên người Liễu Tuyết có gì đáng để thiếu gia trong gia tộc lớn như Lý Minh Phong để ý đến. Tại sao bản thân cô chỉ có thể ở bên người như Trương Dũng? Sao nào, cậu đến công ty Danh Dương, không phải muốn tìm công việc chứ? đã có 50 triệu tệ của Lý Thiếu Gia vẫn chưa đủ sao. Liếc qua cửa lớn công ty danh dương, nhìn thấy bên trong chỉ có giải rác vài người, đồng diễm rừng dưng nói. Dù sao đây cũng là trụ sở chính của công ty danh dương, bình thường sẽ rất ít người ngoài đến đây. Dáng vẻ này của Liễu Tuyết, mang theo một tập công văn, rõ ràng là có chuyện gì đó. Vậy thì trùng hợp quá, tôi đi cùng bạn trai tôi đến, anh ấy quen một quản lý cấp cao ở đây, chỉ cần hỏi thăm người ta một câu, cho dù cậu có chuyện gì cũng có thể lập tức giúp cậu giải quyết. Mọi người từng là bạn học, chỉ cần cậu lên tiếng, tôi sẽ giúp cậu ngay, thế nào? Đồng Diễm cười nói, nhìn có vẻ là một người bạn học biết suy nghĩ cho người khác. Nếu đổi lại là một người không hiểu Đồng Diễm, dĩ nhiên sẽ cho rằng Đồng Diễm không chỉ xinh đẹp, mà còn có tấm lòng lương thiện. Nhưng điều này trong mắt Liễu Tuyết chẳng khác nào trồn đến chúc Tết gà, căn bản không có phần chân thành nào. Tuy không biết sốt cuộc Đồng Diễm có ý đồ gì, nhưng trong lòng Liễu Tuyết luôn có một giọng nói bảo rằng phải tránh xa Đồng Diễm. Không cần đâu, chuyện của tôi, tôi tự giải quyết được, hơn nữa tôi cũng làm xong rồi. Liễu Tuyết bình thản nói, không cho Đồng Diễm chút cơ hội tiếp cận giả vờ thân quen. Ha ha, Liễu Tuyết xinh đẹp có gì khó khăn đừng ngại nói thẳng, chút chuyện nhỏ tôi vẫn có thể giúp được. Đúng lúc đó, Trương Dũng cũng bước đến. Ánh mắt Trương Dũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Liễu Tuyết, đáy mắt hiện lên chút tham lam và khát vọng. Trương Dũng đã gặp nhiều người phụ nữ như Đồng Diễm, đối với phụ nữ như Liễu Tuyết lại càng khát khao, trong lòng quả thực sốt ruột không kiềm chế nổi. Liễu Tuyết và Đồng Diễm còn là bạn học, điều này sẽ tạo ra điều kiện tiên quyết cho mọi người qua lại với nhau. Đối với Trương Dũng đúng là một cơ hội trời ban. Liễu tiểu thư, cái khác không nói, đây là trụ sở chính của công ty Danh Dương, đến đây giải quyết công việc, không phải người bình thường có thể giúp được đâu, cho dù cô quen lãnh đạo bình thường gì đó cũng không có tác dụng lắm nhưng tôi thì khác tôi quen một phó tổng giám đốc ở trụ sở chính công ty danh dương quyền lực trong tay không nhỏ công ty của tôi chính là vì có anh ta giúp đỡ bây giờ đã trở thành đối tác làm ăn số một số hai của công ty danh dương rồi trương dũng vung tay lên tự tin nói thật ra lời trương dũng nói có hơi phóng đại làm quá lên quy mô của công ty danh dương lớn thế nào có túi đựng vài tỷ cũng không hết Công ty quy mô lớn như vậy thì đối tác làm ăn của họ lúc nào chẳng phải là công ty lớn danh tiếng số 1 số 2. Không nói cái khác, riêng chỉ quy mô và tài sản của công ty, ít nhất cũng phải trị giá 1 tỷ mới có thể trở thành bạn hợp tác số 1 số 2. Còn công ty của Trương Dũng, bây giờ toàn bộ quy mô và tài sản cũng chỉ hơn 10 triệu. Hắn nói thế chẳng qua chỉ vì thể diện, giả vờ ra oai trước mặt Liễu Tuyết khiến Liễu Tuyết cầu cạnh hắn mà thôi. Đó là chuyện của anh không liên quan đến tôi, tôi không cần. Liễu Tuyết thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía bãi đỗ xe, phát hiện Chu Dương vẫn chưa đến, trong lòng nhất thời hơi thiếu kiên nhẫn. Chủ yếu là nếu Chu Dương không tới, Đồng Diễm và Trương Dũng sẽ không rời đi, cứ làm nhảm trước mặt cô, điều này khiến trong lòng Liễu Tuyết vô cùng bực bội. Ha ha, xem ra Liễu Tiểu Thư còn chưa tin. Trương Dũng nhìn thấy Liễu Tuyết không có động tính gì, trong lòng thầm thở dài, hắn biết, nếu không thể hiện chút thực lực thật sự, nhất định sẽ không thể lọt vào mắt Liễu Tuyết. Dù sao bây giờ trong tay Liễu Tuyết cũng có một khoản tiền lớn 50 triệu. Nhưng 50 triệu này dù sao cũng chỉ là vật chết, dùng hết rồi sẽ không còn nữa, mà nói thật, ở Đông Hải, 50 triệu không tính là bao, mua một căn nhà tốt một chút đã dùng gần hết rồi. Chỉ có quan hệ, mối giao lưu hợp tác và sự nghiệp mới là thật. Alo, Cố tổng, tôi đến rồi, ở trước cửa công ty anh anh muốn xuống sao, vậy thì phiền hà quá rồi, được, tôi ở đây đợi anh. Trương Dũng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại cho một phó tổng giám đốc công ty danh dương mà hắn quen. Tuy ngoài miệng nói phiền hà, nhưng trên mặt Trương Dũng lại không mảy may sợ hãi, ngược lại là dáng vẻ vô cùng bình tĩnh tự tin. Dường như cố tổng mà Trương Dũng nói, trong mắt hắn cũng chỉ như vậy mà thôi. Trên thực tế, Trương Dũng làm vậy cũng là do có đủ sức mạnh. Cái khác không nói, chứ cố tổng của công ty danh dương này, trước đây đã có được không ít lợi ích từ chỗ Trương Dũng. Nếu Trương Dũng đến công ty danh dương tố giác hắn, cố tổng nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cho nên Trương Dũng mới yêu cầu cố tổng tạo điều kiện thuận lợi cho hắn ở thời điểm thích hợp. Như vậy đối với mọi người, đối với hai bên đều vô cùng có lợi. chương 686, ám chỉ, thẹn quá thành giận. Sau khi đồng diễm nghe thấy Trương Dũng nói vậy, ánh mắt nhìn về phía Trương Dũng càng thêm vẻ tôn sùng tự hào. Đây chính là bạn trai của mình, chỉ một cú điện thoại, đường đường một phó tổng giám đốc công ty lớn như công ty danh dương đã vui mừng chạy từ trên tầng xuống như trẻ con, hoàn toàn không dám oán trách câu nào. Đây không phải là gián tiếp chứng tỏ bạn trai mình cũng là một người vô cùng có bản lĩnh sao. Chẳng mấy chốc, một người trung niên mập mạp từ trong công ty danh dương hổn hển chạy đến, ánh mắt nhìn quanh một vòng quảng trường trước cửa lớn, sau khi nhìn thấy trương dũng hai mắt rực sáng lập tức tới đón tiếp trương tổng để anh phải đặc biệt đến một chuyến thật xin lỗi cố minh đi cả nhắc từng bước đến trước mặt trương dũng vội vàng bắt tay trương dũng thật chặt trên mặt cố minh lúc này hoàn toàn không hề có sự tự tin và kiêu ngạo mà một phó tổng giám đốc công ty danh dương nên có ngược lại tràn đầy lòng tham và sự vui vẻ hơn nữa còn cố tình nở nụ cười với vẻ xu nịnh ha ha cố tổng tôi tới thiệu với anh một chút, đây là bạn gái tôi, Đồng Diễm, còn đây là Liễu Tuyết, bạn học đại học của Đồng Diễm. Sau khi chào hỏi Cố Minh, Trương Dũng bắt đầu giới thiệu Đồng Diễm và Liễu Tuyết với hắn. Nhìn thấy Đồng Diễm, hai mắt Cố Minh sáng rực, đáy mắt lóe lên một sự ham muốn kỳ lạ. Nhưng sau khi nghe thấy đây là bạn gái Trương Dũng, vẻ mặt Cố Minh lập tức trở lại như dáng vẻ ban đầu. Đến khi thấy Liễu Tuyết, biết Liễu Tuyết và Trương Dũng cũng không có quan hệ gì, vẻ tham lam trên mặt cố minh hầu như không hề che giấu ha ha chào đồng tiểu thư chào liễu tiểu thư cố minh giơ tay bắt tay với đồng diễm và liễu tuyết đồng diễm dĩ nhiên là mỉm cười bắt tay thân mật dù sao đây cũng là người có quan hệ hợp tác thân thiết với bạn trai cô ta cho dù thế nào đồng diễm cũng sẽ bày tỏ thiện trí với đối phương còn liễu tuyết căn bản không hề để ý đến cố minh cô không ngờ trong công ty danh dương cũng có người như vậy hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là một phó tổng giám đốc. Chức vụ như vậy, chắc chắn không hề thấp trong nội bộ công ty. Liễu Tuyết thậm chí đã nghĩ xong, đợi khi Chu Dương quay lại nhất định phải vạch trần bộ mặt của Cố Minh này. Ha ha, Liễu tiểu thư lạnh lùng thật. Bị Liễu Tuyết xem thường, nụ cười trên mặt Cố Minh lập tức biến mất, hắn dường như biến thành một người khác, đứng yên nhìn Liễu Tuyết chằm chằm. Ha ha, Cố tổng đừng tức giận, có thể Liễu tiểu thư vẫn chưa thích nghi kịp. Dù sao thì cô ấy tới đây cũng là để xin việc, đến lúc đó cần Cố tổng quan tâm nhiều hơn." Trương Dũng cười nói, đặc biệt nhấn mạnh mấy từ quan tâm nhiều hơn, đổi lại là bất kỳ ai nghe thấy cũng có thể hiểu được hàm ý trong đó. "Ha ha, không ngờ Liễu tiểu thư cũng muốn vào công ty danh dương chúng tôi." Lần này, đến lượt Cố Minh hơi ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên này cũng chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn. Gần như giây tiếp theo, khuôn mặt Cố Minh lại tỏ vẻ lạnh lùng đã muốn đến công ty danh dương tìm việc mà còn dám lên mặt với tôi, cô đang khinh thường ai vậy, dám không coi tôi ra gì à. Lúc này, trong lòng Cố Minh đã nghĩ đến một cách cảnh cáo Liễu Tuyết để cô biết được công ty danh dương này do ai định đoạt. Đương nhiên rồi, nếu đã là bạn mà Trương tổng giới thiệu, dĩ nhiên tôi sẽ chăm sóc cẩn thận, đến lúc đó, tôi sẽ đánh tiếng với tổng giám đốc nhân sự, chắc hẳn anh ta sẽ nể mặt tôi. Cố Minh cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Liễu Tuyết nói tiếp. Có điều, tình hình công ty năm nay mọi người cũng biết, quá sôi nổi, phát triển quá nhanh rồi, hơn nữa phúc lợi cho nhân viên cũng vô cùng tốt, có rất nhiều người muốn vào, cũng có rất nhiều người có quan hệ bên trong, nếu tôi cứ đánh tiếng như vậy với tổng giám đốc nhân sự, chưa chắc anh ta đã thông qua. Lúc Cố Minh nói, ánh mắt luôn nhìn Liễu Tuyết chằm chằm. Ẩn ý này đã vô cùng rõ ràng, muốn vào làm việc ở công ty danh dương thì cần biểu hiện chút gì đó. Không nói đến chuyện tiền nong, bởi vì thứ này mọi người đều không thiếu. Nếu đã không thiếu tiền, thì chắc chắn là thiếu thứ khác. Ánh mắt cố mình dò xét liễu tuyết từ trên xuống dưới, đặc biệt là dừng lại ở vị trí quan trọng trên người liễu tuyết rất lâu, dạo dực thèm muốn. Muốn vào làm việc ở công ty danh dương, vậy thì ít nhất cũng phải trả giá một chút. Ôi chao, liễu tuyết, cố tổng đã nói đến mức này rồi chẳng lẽ cậu vẫn không hiểu sao? Cậu hãy bày tỏ một chút gì đó đi, nếu ở chỗ cố tổng mà cậu còn không qua được thì càng không thể đến công ty danh dương làm việc được đâu đồng diễm mỉm cười khuyên bảo ánh mắt vẫn luôn nhìn vào túi sách của liễu tuyết cô ta đoán rất có thể chiếc thẻ đen kia ở trong túi của liễu tuyết xin lỗi tôi khiến mọi người hiểu lầm rồi tôi không đến để xin việc liễu tuyết cau mày cảm thấy vô cùng chán ghét ba người trương dũng đồng diễm và cố tổng không đến xin việc cậu lừa ai chứ nếu không tại sao cậu lại ở trước cửa công ty danh dương vào lúc này. Cậu đừng nói cậu quen ai đó ở trong công ty danh dương đấy nhé. Đồng Diễm tỏ ra mình hiểu rõ mọi chuyện, căn bản không hề tin lời nói của Liễu Tuyết. Đúng vậy, tôi đang ở đây đợi một người, anh ấy đi đỗ xe rồi, sẽ qua đây ngay, cho nên mọi người cần làm gì thì mau đi làm việc đó đi. Liễu Tuyết thản nhiên nói. Ha ha, Liễu Tiểu Thư, không biết người cô đang đợi là ai, theo tôi biết, Hôm nay công ty không có lãnh đạo nào trực ban, mà bây giờ đã quá giờ đi làm, xem ra người cô đợi muộn làm rồi, nếu như vậy sẽ bị phạt đó." Cố Minh lạnh lùng nói. Lúc này trong lòng Cố Minh hơi tức giận, bản thân đã năm lần bảy lượt ám chỉ cho Liễu Tuyết để cô bày tỏ một chút, sau đó sẽ có thể giúp cô. Nhưng Liễu Tuyết này cứ giả vờ không hiểu, căn bản không để ý đến mình, điều này khiến Cố Minh có cảm giác nhục nhã vì bị người ta xem thường. Hơn nữa từ khi hắn trở thành phó tổng giám đốc công ty danh dương đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Ngày trước, có ai cầu xin nhờ và mình mà không phải là thái độ một mực cung kính chứ, ân cần hệt như bố mẹ tái sinh. Cho dù Trương Dũng đứng bên cạnh đây, lúc mới đầu tìm đến cũng trực tiếp hứa hẹn đáp lễ thật hậu hĩnh. Không thì cố minh căn bản cũng không giúp một người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng như Trương Dũng. Ba người đồng diễm, Trương Dũng và cố Minh vẫn muốn nói chuyện với Liễu Tuyết, nhưng Liễu Tuyết chẳng thèm để ý. Hừ, Trương tổng, tôi thấy Liễu tiểu thư đây vốn không hề muốn vào làm việc ở công ty Danh Dương. Nếu không thì với thái độ này của cô ta, vào được công ty không đến một ngày nhất định sẽ bị lãnh đạo trách mắng. Cố Minh lúc này đã thẹn quá hóa giận, đồng thời hắn cũng thẩm oán trách Trương Dũng. Lúc đầu cố Minh còn tưởng đây là một cô em Trương Dũng giới thiệu cho hắn, chỉ cần mình ra tay là có thể dễ dàng tóm gọn nhưng sau 5 lần 7 lượt thử sức, Liễu Tuyết căn bản vẫn không hề nể mặt hắn. chương 687, nhận nhầm người rồi sao? Chuyện này không cần anh phải lo, anh vẫn nên quan tâm đến bản thân mình thì hơn, anh là người của công ty danh dương mà lại đi cấu kết với người khác, chắc chắn có một số mánh khóe không muốn người khác biết, mang lại tổn thất cho công ty danh dương. Liễu Tuyết lạnh lùng nói, càng bắt đầu chán ghét cái tên cố minh này. Con danh này, cô nói cái gì? Có giỏi thì nói lại lần nữa xem nào. Lúc này, lời của Liễu Tuyết như mũi kim chọc vào nỗi đau của Cố Minh, khiến hắn nổi trận lôi đình. Sao hả, chọc vào nỗi đau thầm kín của anh à? Muốn người khác không biết thì mình đừng có làm. Liễu Tuyết cười khẩy. Muốn chết hả? Cố Minh nghe xong liền nổi giận, điều hắn sợ nhất chính là những mánh khóe ở bên ngoài của hắn bị người của công ty biết được, từ đó sẽ đi điều tra hắn. Bây giờ Liễu Tuyết nói như vậy, vô tình chọc vào nỗi đau thầm kín của Cố Minh. Lúc Cố Minh nổi giận, hắn giơ tay lên định tát vào mặt của Liễu Tuyết. Chỉ là một con danh con thôi mà, Cố Minh trước đây không biết đã dở trò với bao nhiêu cô gái như vậy, có ai không ngoan ngoãn vâng lời trước mặt hắn đâu. Liễu Tuyết đối mặt với Cố Minh, thấy hắn giơ tay lên định tát vào mặt mình, cũng không né tránh. Đồng Diễm ở bên cạnh nhìn thấy cũng không hề ngăn cản. Cô ta cũng coi thường Liễu Tuyết, có tiền thì giỏi lắm sao, không coi ai ra gì, dạy dỗ cậu ta chút cũng tốt. Cái tát này của Cố Minh ít nhất sẽ để lại một vết tay rõ nét trên mặt của Liễu Tuyết, ít nhất cũng phải lưu lại vài ngày. Có điều, cánh tay của Cố Minh vừa đưa lên nhưng lại chậm chạp không đánh xuống. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra từ bên hông của Cố Minh, siết chặt cổ tay của Cố Minh, khiến hắn không cửa quậy được. Đồng Diễm nhìn người vừa đến là một người đàn ông, không hề quen biết, nhưng lại có vẻ phong thái hơn người không phải là một nhân vật tầm thường còn trương dũng vừa nhìn liền nhận ra người này chu dương chu dương cậu muốn làm gì còn không mau buông tay dám đắc tội với cố tổng tôi thấy cậu không muốn tồn tại ở công ty danh dương nữa rồi trương dũng hét lớn hắn không ngờ mình lại gặp chu dương ở đây sau khi nghĩ kỹ lại trương dũng sớm đã biết chu dương làm việc ở công ty danh dương nhưng chỉ là một nhân viên bình thường chức vụ thấp kém một nhân viên nhỏ căn bản không được coi trọng ở công ty danh dương tầm cỡ như vậy còn trương dũng ngày hôm qua bị chu dương dạy dỗ nghiêm khắc một trận đến bây giờ vẫn dồn nén một cục tức trong bụng chưa tìm ra cách nào để trả đũa trương dũng không ngờ rằng hắn không cần tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng cần tốn chút công sức nào chu dương lại tự mình tìm đến hơn nữa còn đưa tay ra ngăn cản cố minh dạy dỗ liễu tuyết không sai trương dũng chỉ hợp tác với công ty danh dương không hề liên quan gì đến Chu Dương một nhân viên của công ty Danh Dương nhưng Cố Minh thì không như vậy. Cố Minh dù sao cũng là phó tổng của một bộ phận đối phó với một nhân viên bình thường chức vụ thấp như Chu Dương căn bản chỉ là cái phát tay là một chuyện không cần tốn sức. Cố tổng người này tên Chu Dương là một nhân viên nhỏ chức vụ thấp của công ty Danh Dương làm ở công ty Danh Dương nhiều năm rồi nhưng không có tiến bộ chút nào lần này tôi thấy cậu ta không biết phải trái lại dám động tay với anh. Trương Dũng nhìn bóng lưng của Cố Minh, muốn đổ thêm dầu vào lửa để Cố Minh nổi giận hơn với Chu Dương. Tuy nhiên, Trương Dũng nói xong liền phát hiện Cố Minh vẫn bất động không hề nhúc nhích. Không chỉ như vậy, thân thể của Cố Minh còn hơi run rẩy, hai chân cũng mềm nhũn. Cố tổng? Trương Dũng cau mày không hiểu tại sao, hắn bước đến bên cạnh Cố Minh, đẩy nhẹ Cố Minh một cái, muốn xem hắn rốt cuộc bị làm sao. Thế nhưng, Trương Dũng vừa bước đến bên cạnh Cố Minh, đột nhiên sững sờ. Trong ấn tượng của Trương Dũng, một cố minh mập mạp, lòng tham vô đáy nhưng rất có thủ đoạn, lúc này sắc mặt trắng bệch, chán đổ mồ hôi như mưa, trong mắt đầy vẻ sợ sệt và hoảng loạn, khóe môi khẽ nhếch lên như muốn nói gì đó, nhưng căn bản không có sức để nói ra. Đây đâu phải cố minh trong ấn tượng của Trương Dũng đâu. Rõ ràng là nhìn thấy thứ gì đó rất ghê gớm khiến người ta khiếp sợ mới có phản ứng như này. Nhưng ban ngày ban mặt, hơn nữa còn ở trước sảnh của công ty Danh Dương, xung quanh không có thứ gì đáng sợ. Trương Dũng nghĩ không ra tại sao Cố Minh lại có phản ứng như vậy. "Cố tổng." Chỉ là không đợi Trương Dũng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cố Minh kéo thân hình mập mạp ngã phịch xuống đất, nhìn Chu Dương đứng trước mặt hắn với vẻ tuyệt vọng. "Chu, Chu tổng." Cố Minh sợ hãi cực độ. Đồng thời, trong lòng hắn tồn tại một dấu hỏi cực lớn. Tại sao sự việc lại thành ra như vậy? tại sao sự việc lại thành ra như vậy rõ ràng hắn đang yên đang lành ở trong phòng làm việc nhận cuộc điện thoại của trương dũng đi xuống đón tiếp đối phương thuận tiện làm quen với liễu tuyết mà trương dũng giới thiệu liễu tuyết có chọc vào nỗi đau của hắn coi thường và phớt lờ hắn thì đã đành cố minh cũng không quan tâm những điều này nhưng hắn không thể đoán ra tại sao chu dương lại xuất hiện ở đây tại sao người ngăn cản hắn lại là chu dương Cố Minh làm việc nhiều năm ở công ty Danh Dương, sao có thể không biết Chu Dương. Vốn dĩ chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường ở công ty Danh Dương, nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, Chu Dương như ngồi ở đầu tên lửa, thăng chức với tốc độ nhanh chóng khiến người khác bất ngờ. Thậm chí, Chu Dương nhảy vọt lên trở thành người phụ trách hai dự án rất lớn của công ty Danh Dương và là cổ đông lớn thứ hai chỉ đứng sau chủ tịch Thẩm Bích Quân của công ty Danh Dương. Có thể nói Cố Minh bây giờ có thể cuốn gói ra đi chỉ dựa vào một câu nói của Chu Dương. Cố Minh thầm run rẩy, muốn mở miệng giải thích điều gì đó nhưng hắn lại phát hiện ra, bất luận mình cố gắng ra sao cũng không thể lên tiếng, giống như có thứ gì đó bịt kín miệng hắn vậy. Lời của Cố Minh lại lọt vào tai của Liễu Tuyết, Đồng Diễm và Trương Dũng. Liễu Tuyết thầm gật đầu, trong lòng đột nhiên sáng tỏ, hóa ra Chu Dương là quản lý cấp cao của công ty Danh Dương, đến phó tổng giám đốc như Cố Minh cũng phải sợ người này. Trương Dũng và Đồng Diễm nhìn Cố Minh với vẻ khó tin, rồi lại nhìn sang Chu Dương. Sắc mặt Đồng Diễm kinh ngạc, không hiểu tại sao Cố Minh lại khiếp sợ Chu Dương như vậy. Còn trong lòng Trương Dũng lại kinh động như sóng nước cuồn cuộn, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hắn không ngờ rằng, Cố Minh lại sợ Chu Dương đến mức này, hơn nữa lại xưng hô với Chu Dương là Chu Tổng. Chu Tổng, đến Phó Tổng như Cố Minh cũng sợ Chu Dương, vậy cậu ta là ai ở trong công ty danh Dương? Lúc này, Trương Dũng nhận ra não mình hơi vô dụng. Rõ ràng trong bữa tiệc của bà tạ ngày hôm qua, Chu Dương được biết đến như một nhân viên bình thường, bây giờ sao có thể trở thành người khiến cố minh sợ hãi như vậy? Cố Tổng, anh không nhận nhầm chứ? Cậu ta tên là Chu Dương, chỉ là một nhân viên bình thường của công ty danh Dương, cậu ta còn ở rể trong nhà em họ tôi, sao có thể là Chu Tổng gì đó chứ? chương 688, quỳ xuống. Không trách Trương Dũng nói như vậy, thật sự đến hắn cũng không hiểu được tình huống trước mặt. Tuy hắn từng gây khó dễ với cố minh, nhưng nếu cố minh thật sự muốn trở mặt với hắn, cũng là chuyện xảy ra trong vài phút. Không có Trương Dũng, với thân phận và địa vị của cố minh, muốn tìm một người khác thay thế Trương Dũng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn Trương Dũng nếu như không có cố minh, vậy thì công ty của hắn sẽ không thể làm được gì. Thế nhưng, cho dù như vậy, cố minh lúc này đã mất hết hình tượng không chỉ toàn thân run rẩy sắc mặt tái nhợt nói không nên lời thậm chí đến ánh mắt nhìn chu dương cũng cực kỳ sợ hãi trương dũng hận không thể hét thật to vào tai của cố minh đó chỉ là chu dương chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ bé của công ty danh dương hơn nữa còn là một tên ở rể vô dụng nhưng sau khi hét lên những điều này trương dũng phát hiện mình nghĩ sai rồi trong tưởng tượng của trương dũng khi hắn nói lời này ra cố minh có thể phản ứng lại sau đó dạy dỗ chu dương một bài học ra trò trực tiếp nổi trận lôi đình bảo chu dương cút thẳng ra khỏi công ty danh dương thế nhưng cố minh lại giống như không nghe thấy lời nói của hắn không chỉ như vậy nỗi sợ hãi của cố minh càng thêm mãnh liệt trương dũng thậm chí có một cảm giác nếu như lúc này chỉ cần một ánh nhìn của chu dương e rằng cố minh sẽ quỳ thẳng xuống nhận sai đồng diễm bên cạnh sớm đã đần mặt ra ngẩn ngơ tại chỗ sự việc trở nên như vậy hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của cô ta, thậm chí, lúc này cô ta không có sức để nhìn xem phản ứng của Liễu Tuyết, cô ta đến bên cạnh Trương Dũng, kéo lấy cánh tay của Trương Dũng, cơ thể cũng cứng đờ lại. Trương Dũng, chuyện này rốt cuộc là sao? Người này thật sự như lời anh nói, là nhân viên bình thường của công ty danh dương, còn là chồng của em họ anh, người ở rể của tạ ra sao? Đồng Diễm cắn răng, run rẩy hỏi. Đồng Diễm biết một vài chuyện gia đình của Trương Dũng. Trong đó, xuất phát điểm của Trương Dũng đều dựa vào công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ của em họ hắn, đồng diễm cũng từng âm thầm điều tra tạ gia. Cô ta biết, người điều hành công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ của tạ gia bây giờ là Tạ Linh Ngọc, là một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng khắp Đông Hải, nghe đồn được mệnh danh là một trong hai đại mỹ nhân của Đông Hải cùng với Thẩm Bích Quân, chủ tịch lạnh lùng của công ty Danh Dương. Quảng cáo trước đây của công ty Danh Dương đã chọn Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân làm người mẫu, nổi tiếng một thời khắp Đông Hải. Đồng Diễm không ngờ, Tạ Linh Ngọc đó đã kết hôn, hơn nữa, đối phương lại là một người ở rể, bây giờ còn đang đứng trước mặt mình. Nếu như toàn bộ giống như lời của Trương Dũng nói, vậy thì nên giải thích như thế nào về cảnh trước mặt? Rõ ràng chỉ là nhân viên nhỏ bé của một công ty, nhưng đứng trước mặt của phó tổng của một bộ phận như Cố Minh không hề sợ hãi, ngược lại giống như vị thần ở trên cao, một câu quyết định việc sống chết. Trái lại, Cố Minh giống một nhân viên bình thường nhìn thấy ông chủ lớn nhất của công ty, người có thể quyết định hắn đi hay ở chỉ bằng một câu nói. Sự khác biệt lớn như vậy, khiến cho đồng diễm cảm thấy đầu óc trở nên ngu nguội. Là thật, toàn bộ những gì anh vừa nói là thật, nhưng mà... Trương Dũng nghiến chặt răng, chỉ sợ một khi không cẩn thận sẽ cắn vào lưỡi. Chuyện ngày hôm nay thật sự quá khác thường. Nếu như không phải quen biết với Cố Minh, hơn nữa biết rõ địa vị của Cố Minh ở công ty Danh Dương, Trương Dũng thậm chí nghi ngờ toàn bộ chuyện này do Chu Dương nhờ người diễn kịch để cho hắn xem. Đồng thời lúc này, Chu Dương yên lặng nhìn Cố Minh, thấy hắn run lẩy bẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn mình, trong lòng không hề có chút tức giận và phẫn nộ nào. Chu Dương biết Cố Minh là một lãnh đạo mới được thăng chức khoảng nửa năm nay ở công ty. Lúc đầu chỉ là một nhân viên của bộ phận thương mại, nhưng hắn đã thể hiện tốt trong dự án mặt nạ làm trắng da và chống lão hóa, được thẩm Bích Quân đề bạt trở thành phó tổng của bộ phận thương mại. Có thể nói, Cố Minh đã tạo dựng một chỗ đứng vững chắc trong công ty Danh Dương, chỉ cần biểu hiện tốt, rất có khả năng trong 3 năm tới sẽ trở thành tổng giám đốc của bộ phận kinh doanh, chính thức trở thành lãnh đạo cấp cao của công ty. Chỉ là hai. Trong lòng thở dài một tiếng, trước giờ Chu Dương không ngờ rằng sẽ gặp lại Cố Minh theo cách này. Đây đâu phải là Cố Minh trong tưởng tượng của anh. Đây rõ ràng là một hột phân chuột phá hỏng cả nồi cháo con sâu làm dầu nổi canh. Cố Minh, thật khiến tôi bất ngờ. Chu Dương siết chặt cổ tay của Cố Minh, khẽ thở dài, giọng điệu tràn đầy tiếc nuối và nhìn hắn chằm chằm. Cố Minh là người có bản lĩnh, trong thời gian làm phó tổng, trợ giúp cho tổng giám đốc của bộ phận kinh doanh, thật sự xử lý không ít việc, cũng đóng góp rất nhiều công lao cho công ty. Khi nghe thấy những lời Chu Dương nói, cùng với ánh mắt và giọng điệu đanh thép của anh, đột nhiên Cố Minh trở nên hết sức kích động hiển nhiên là hắn đang do dự bây giờ tâm trạng của cố minh giống như nắm lấy sợi dơm cứu mạng cuối cùng hắn không nói nhiều lời liền quỳ thẳng xuống không ngừng khấu đầu lạy chu dương chu tổng là tôi sai rồi là tôi bị mỡ heo che mắt bị lời ngon tiếng ngọt của người khác lừa gạt mới làm ra chuyện như vậy đều là lỗi của tôi chu tổng tôi chắc chắn sửa chữa những sai lầm trong quá khứ cố gắng làm việc sau này tuyệt đối sẽ không phạm phải lỗi lầm như vậy Mong Chu tổng có thể tha thứ cho tôi. Bây giờ Cố Minh đâu còn quan tâm đến thể diện của mình, trong lòng hắn đang nghĩ nhất định phải cầu xin Chu Dương tha thứ và không truy cứu mình nữa. Chỉ cần có thể đạt được mục đích này, vậy thì hắn vẫn sẽ làm phó tổng bộ phận thương mại của công ty Danh Dương, quyền lực vẫn còn ở trên tay, bây giờ, dù cho mất đi thể diện, căn bản sẽ không có ai quan tâm. Ngược lại, nếu như hắn bị Chu Dương xử phạt, bị đuổi ra khỏi công ty, vậy mọi chuyện trước đây sẽ trở thành bọt biển thoáng qua như gió mây. Đến lúc đó, cố minh mới thật sự không còn chút thể diện nào. Cuống hồ, người ở công ty bây giờ không nhiều, người biết chuyện này cũng ít. Quỳ xuống một cách thẳng thắn và dứt khoát như vậy là cách duy nhất cứu bản thân cố minh ngay lúc này, cho nên hắn cảm thấy chuyện này không là gì cả, trong lòng cũng không có gánh nặng nào. Toàn bộ chuyện này khiến cho Liễu Tuyết, Trương Dũng và Đồng Diễm hết sức kinh ngạc. Liễu Tuyết khẽ hé miệng, nhìn thấy bóng lưng của Chu Dương, Hai mắt sáng lên, gương mặt cũng ửng đỏ, khóe miệng co giật, tâm trạng rõ ràng không tệ, cô đã yên tâm hơn rất nhiều. Liễu Tuyết nhớ lại chuyện xảy ra ở câu lạc bộ Silver Lake tối qua, tình cảnh của cô lúc đó khá giống với bây giờ. Mà người ra tay cứu cô hai lần đều là Chu Dương. Liễu Tuyết liếc nhìn Chu Dương, ánh mắt có phần mơ màng. Chương 689, tự tay đánh mình. Phía bên kia, Trương Dũng và Đồng Diễm trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào cố minh đang quỳ xuống, hoàn toàn không tin nổi chuyện mình đang chứng kiến. Trương Dũng chớp mắt, muốn xác nhận xem đây có phải sự thật không. Đồng Diễm cũng lấy tay dụi mắt để chắc chắn mình không hoa mắt. Nhưng dù họ có làm vậy, chấp đi dụi lại bao nhiêu lần, thì mở mắt đều thấy cảnh cố minh đang quỳ trước mắt Chu Dương. Điều này sao có thể? Hai người họ kinh hãi, không thốt nổi lời nào. Đồng Diễm nhìn đỡ hơn một chút, dù sao cô ta chưa tiếp xúc cố minh bao giờ nên không rõ chức vụ của cố minh ở công ty danh dương là gì bây giờ trong lòng cô ta hãi hùng như vậy đa phần là vì phản ứng của bạn trai cô ta trương dũng còn trương dũng thì khác với đồng diễm hắn tiếp xúc cố minh cũng sắp xỉ nửa năm đó là khoảng thời gian khá dài nên có thể nói hắn hiểu khá rõ cố minh nhưng cũng chính vì hiểu nhau nên giờ hắn mới khiếp sợ như vậy trương dũng há hốc miệng muốn nói nhưng không nói nổi hơn nữa, hắn cũng không biết nên nói gì. Ánh mắt Trương Dũng nhìn Cố Minh và Chu Dương, nhận ra não hắn đỉnh công hoạt động từ lúc nào. Tại sao, một người cao ngạo như Cố Minh, bỏ một đống tiền mới được anh ta mạo hiểm chấp nhận hợp tác bí mật, vậy mà lúc này quỳ sụp dưới đất cầu xin tha thứ. Còn một người ở rể, thứ rác rưởi vô dụng, một nhân viên quèn ở công ty danh Dương, giờ phút này nhìn cao quý như một bậc đế vương, quyết định được vận mệnh của người khác, đứng đó trước mặt Cố Minh, thản nhiên nhìn cố minh quỳ xuống xin lỗi nhận sai mà khuôn mặt lạnh tanh như mặt hồ không gợn chút sóng lúc này trong lòng cố minh run lên kích động không ngừng hắn muốn được nghe chu dương nói chuyện muốn được chu dương tha thứ không nhắc lại chuyện cũ nữa nhưng tuyệt nhiên không có gì xảy ra một câu nói cũng không chu dương nhìn hắn chằm chằm ánh mắt như đang dò xét cố minh đột nhiên nhận ra hắn đâu có phạm nhiều lỗi tới vậy miệng không ngừng xin tha thứ nhưng tất cả thật ra đâu phải trách nhiệm của mình hắn. Công ty danh dương hợp tác với vài người bên ngoài cũng tốt, giúp công ty mở rộng mạng lưới tiêu thụ, hai bên cùng có lợi trước giờ là quy tắc ngầm rồi. Nhưng sao Chu Dương chỉ nổi giận với mỗi hắn? Đúng rồi, hay là vì hắn chuẩn bị dạy cho Liễu Tuyết một bài học? Liễu Tuyết ban đầu nói cô ở đây chờ người khác. Lúc trước cố mình không tin, nghĩ là Liễu Tuyết không muốn nói chuyện với mình nên bịa đặt như vậy. Giờ thì xem ra, Người cô đang chờ là Chu Dương. Mà sở dĩ hắn trêu chọc Liễu Tuyết là vì Trương Dũng giật dây. Không sai, là Trương Dũng. Lúc này Cố Minh có vẻ tìm được tên đầu sỏ, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt cương quyết. Sống chết mặc bay. Dù sao thì những người như Cố Minh, Nai Lưng làm việc bao năm nay, từ sớm đã bỏ qua tình cảm, tất cả phải coi trọng lợi ích. Có thể đem đến nhiều lợi ích cho mình thì sẽ tự nhiên coi người đó thành anh em trong nhà nhưng nếu không đem lại chút ích lợi nào lại còn mang theo tai họa thì dĩ nhiên là bỏ quách đi giải thoát càng sớm càng tốt chu dương tôi không cố tình xúc phạm liễu tuyết đều là anh ta gây ra trương dũng do anh ta sai bảo chu tổng trương dũng chỉ là một công ty hợp tác bình thường mới được thành lập lấy hàng ở công ty ta đi tiêu thụ nên tôi mới vội vàng xúc tiến hợp tác rất xin lỗi liễu tiểu thư cố minh vội vàng nói sợ nói chậm sẽ bị Chu Dương cắt lời không cho nói nữa, nên tranh thủ liến thoáng. Mà lúc đó, hắn ta phát hiện ra điểm quan trọng. Có vẻ chỉ cần giúp Liễu Tuyết bất giận, như vậy là có thể khiến Chu Dương nguôi ngoai. Nghĩ tới đây, cố mình không để ý thứ khác nữa, nhanh chóng quay về phía Liễu Tuyết, bỏ đến trước mặt cô liên tục dập đầu xin tha thứ. Liễu Tiểu Thư, vừa rồi tôi sai rồi, tôi bị ma sai quỷ khiến, mơ màng không tỉnh, tôi sai rồi, mong cô tha thứ cho tôi nói xong cố minh dập đầu mạnh đến mức còn vang lên tiếng cộp một cái lúc hắn ngẩng dậy một dòng máu đỏ chảy từ đầu xuống tận cổ cú dập này không hề nhẹ hơn nữa nền đường toàn xi măng kết cấu cực kỳ vững chắc nên vết thương như vậy cũng được coi là may mắn rồi nhưng cố minh vẫn chưa dừng lại ngẩng đầu lên hắn không quan tâm đến vết thương trên trán mình đang đau nhói như nào mà giơ hai tay tát thẳng vào mặt tát rất mạnh không có lấy một chút thương xót chát, chát, chát. Những cái tát liên tiếp không ngừng, âm thanh vang lên khắp cả quảng trường. Liễu tuyết khoanh hai tay trước ngực, chân mày cao lại, cô khẽ khịt mũi, dù không nói lời nào nhưng rõ ràng sắc mặt rất khó coi, như thể bị mấy hành động vừa rồi của cố minh hù dọa. Chu Dương cũng im lặng, anh không có ý định nói gì. Tất cả mọi thứ đều do cố minh tự nguyện làm, anh sẽ không can thiệp. Nhưng ngược lại, Trương Dũng, Đồng Diễm, thậm chí còn một số nhân viên khác trong công ty và vài người đi đường, thấy cảnh tượng này thì ngây người vì sợ. Chuyện gì vậy? Không biết, lại còn tự dùng tay tát mình. Đúng thế, hay đang ức hiếp người khác vậy? Không thể nào, tôi thấy cái gã béo đó không phải là người tốt đâu. Không sai, vừa rồi tôi thấy gã béo đó trêu chọc cô gái, sau đó hình như bị bạn trai cô đó tức giận dậy dỗ cho một trận. Người đi đường cách khá xa nên nhìn không rõ, nhưng có vẻ cũng đoán được khá nhiều. Không ít người cầm điện thoại di động quay lại cảnh này, chuẩn bị đăng lên mạng cho người khác xem để thu hút sự chú ý. Đội bảo vệ tuần tra trên tầng 3 tòa nhà công ty danh dương thấy trước quảng trường xảy ra chuyện, họ nhanh chóng xuống giải quyết. Chuyện xảy ra ở ngay quảng trường công ty cũng sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của công ty. Hôm nay đội trưởng là Triệu Binh. Triệu Binh và Nghiêu Xuyên đều làm vệ sĩ ở khu dân cư của tạ gia, sau đó tất cả tách Nghiêu Xuyên ra ngoài. Vì thực lực của Nghiêu Xuyên quá mạnh, nên cậu ấy được giữ làm vệ sĩ bên cạnh Chu Dương. Còn lại nhóm triệu binh, làm việc tại trụ sở chính của công ty. Mấy người họ quản lý bộ phận bảo vệ, đảm bảo công ty không bị xâm phạm. chương 690, Trương Dũng bị đánh. Triệu binh dẫn một nhóm bảo vệ chạy ra cửa, nhìn thấy Chu Dương ở đằng xa. Là Chu Tổng. Triệu binh khẽ hô một tiếng, nhịp bước chân càng nhanh hơn. Nếu hôm nay Chu Dương lỡ xảy ra chuyện gì ở đây, vì Triệu binh phụ trách trực chính, nên cậu ấy nhất định phải chịu trách nhiệm, thậm chí sẽ bị anh em khác của trách. Những người bảo vệ còn lại nghe triệu binh nói là Chu Dương, tinh thần lập tức trở nên tỉnh táo, bộ dạng sông sáo muốn lập công, theo sát triệu binh, cũng tăng tốc độ chạy về phía Chu Dương. Chu Tổng, ở đây. Triệu binh định hỏi Chu Dương chuyện gì đang xảy ra, nhưng nói chưa xong thì thấy cố minh đang quỳ xuống trước mặt liễu tuyết, lấy tay tát liên tục vào mặt mình. Lúc này hai má cố minh đã sưng đỏ, nếu không phải do quen lâu rồi, khéo triệu binh cũng không nhận ra. Thấy cố minh như vậy, triệu binh cũng nhanh chóng phản ứng. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn Chu Dương cẩn trọng chào rồi không chút quyến luyến dẫn đội bảo vệ quay về công ty. Đại ca, chúng ta cứ đi như thế sao? Nếu Chu Tổng xảy ra chuyện thì sao? Một nhân viên bảo vệ nhỏ giọng hỏi, quay đầu nhìn lại Chu Dương. Cơ hội lập công tốt như vậy cứ thế biến mất, hơn nữa lại còn được đối mặt nói chuyện với Chu Dương, là ai thì trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Yên tâm, Chu tổng không sao đâu, mọi người không nhận ra người đang quỳ xuống đất tự tát mình là ai hả? À? Triệu Bình phẩy tay, thản nhiên hỏi lại. Là ai thế, không biết ạ. À. Đúng vật, nhìn mặt sưng húp thế kia, ai mà nhận ra được nữa. Đại ca, anh nhận ra ai hả? À? Mấy người bảo vệ nhau nhau lên vây quanh triệu binh dồn dập hỏi đó là cố minh phó tổng bộ phận thương mại bây giờ mọi người biết sao tôi nói chu tổng sẽ không sao cả chưa triệu binh cười khẩy thấy mọi người ai nấy đều kinh ngạc sau đó gật đầu vẻ hiểu chuyện rồi cùng bước nhanh vào trong công ty dù không ai biết sao cố minh lại phải quỳ rồi tát vào mặt như vậy nhưng nhìn là rõ hắn đắc tội với chu dương kết cục như nào triệu binh cũng rõ lúc này trương dũng và đồng diếm kinh hãi đến mức bất động đứng chơ ra không biết làm gì. Trương Dũng không ngờ, chuyện hắn vừa nghĩ tới chớp mắt đã thành thực tế. Cố Minh dập đầu tạ lỗi với Liễu Tuyết. Hơn nữa, Cố Minh trước tiên quỳ trước mặt Chu Dương, sau đó mới van lại Liễu Tuyết để xin lỗi, rồi còn tự tát vào mặt. Nghe tiếng từng cái tát vang lên chan chát, gò má Cố Minh sưng đỏ, Trương Dũng biết hắn ra tay dứt khoát không chút do dự, dùng hết sức lực mà tát. Thật không thể tưởng tượng nổi những chuyện như thế. Trương Dũng lùi lại theo bản năng, thậm chí trong lòng hắn còn nảy sinh ý định muốn rời khỏi đây. Đến cả cố mình còn phải nhượng bộ, nói gì đến hắn. Nhưng đột nhiên hắn nhớ lại. Vừa rồi hình như cố mình nói muốn hủy quan hệ đối tác giữa công ty Danh Dương và công ty hắn. Khoảnh khắc này, trong lòng Trương Dũng vừa bất ngờ, vừa tức giận. Hắn không thể ngờ, vất vả tốn công tốn tiền cho cố Minh để giúp tương lai công ty hắn ta bước vào con đường phát triển hơn vậy mà giờ vì Chu Dương, Cố Minh lại nói một câu khiến tương lai hắn đâm thẳng vào ngõ cụt. Tất cả đều vì thằng xúc sinh Chu Dương kia. Lúc này, cơn giận giữ che hết lý trí của Trương Dũng. Công ty là tất cả đối với hắn. Tất cả những gì hắn có bây giờ, kể cả người đang đứng bên cạnh khoác tay hắn đồng diếm, cũng đều là nhờ lợi ích công ty đem lại. Nếu giờ Trương Dũng phá sản, sợ là đồng diếm cũng phủi áo mà đi. Đó là còn chưa kể tới gần nửa năm qua hắn đã quen việc hưởng thụ áo gấm lụa là cao lương mỹ vị, biệt thự sang trọng, tiền đóng thành cọc lớn, chơi đùa với mỹ nhân. Một khi hắn mất đi công ty, tất cả những thứ đó đền tan thành bọt sóng, biến mất khỏi hắn. Cố Minh, anh biết mình đang nói gì không? Trương Dũng vô cùng tức giận, giật phát tay đồng diễm ra, nổi giận đùng đùng đi ra trước mặt Cố Minh chất vấn. Cố Minh, vì tạo quan hệ với anh nên tôi tiêu đến vài triệu, bây giờ một câu nói mà anh muốn hất cảng tôi ra sao? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ. Trương Dũng cảm thấy việc hắn nói với Cố Minh là chưa đủ, vì chuyện này là xuất phát từ Chu Dương. Cũng vì tên phế vật này, ba năm đó ở tạ gia bị người ta coi khinh, bị coi như một thằng vô dụng, vậy mà bây giờ, cao ngạo tỏ vẻ bề trên, một lời nói lại quyết định được vận mệnh của hắn. Điều này khiến Trương Dũng vô cùng phẫn nộ, vẻ ganh ghét đố kỵ hiển hiện rõ lên mặt. Còn cậu, Chu Dương, dù trong công ty danh Dương cậu có chức vụ gì, thì trong mắt tôi, anh chỉ là đồ hèn kém, ăn chùa ba năm ở tạ gia. Nếu không phải nhờ có em họ tôi, thì cậu với bà mẹ bệnh tật không rõ nguyên nhân kia đã chết ở xó nào rồi. Vậy mà giờ cậu dám bỏ rơi tôi sao? Trương Dũng chỉ thẳng mặt Chu Dương mắng chửi, vẻ mặt không cam chịu của hắn sau đó có chút thỏa mãn. Mọi ưu tư căng thẳng vì bị Chu Dương đè ép, trong nháy mắt đã biến sạch. Trương Dũng cảm giác hắn lại tìm được chỗ đứng của mình. Chu Dương trước mặt hắn chỉ là một thằng rể vô dụng ăn bám tạ ra, một thằng hèn kém vĩnh viễn bị hắn giày xéo dưới chân. Ha ha ha, bịch, Trương Dũng cười lớn, nhưng vừa cười thì bị ăn một cú đấm ngay vào mũi, khiến máu tươi chảy ra thành dòng. Trương Dũng, tôi không cho phép anh xúc phạm Chu Tổng. Cố Minh đứng dậy, mặt vẫn sưng như cũ, nhưng ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí như thêm mấy phần dữ tợn trên cơ thể mập mạp, nhìn thẳng vào Trương Dũng. Không ai ngờ Cố Minh vừa tự quỳ xuống rồi tát vào mặt như vậy, lúc này lại chủ động đứng lên đấm mạnh vào mặt Trương Dũng. Chu Dương nhíu mày, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mặt. Hành động bất ngờ của Cố Minh đúng là khá bất ngờ. Nhưng nếu hắn muốn tẩy trắng trách nhiệm bằng cách này, đó là điều không thể. Chưa đề cập mấy thứ khác, mà riêng chuyện Trương Dũng vừa nói, hắn cho Cố Minh mấy triệu để tạo quan hệ với công ty Danh Dương đã khiến anh không tài nào cho qua được. Anh không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết, chắc chắn sẽ không coi nhẹ. Cố Minh, sao anh đánh tôi? Trương Dũng che mũi, tức tối trợn tròn mắt nhìn Cố Minh. Hắn không ngờ lúc này Cố Minh lại tự nhiên hung dữ đấm hắn. Mà hắn hoàn toàn không có chút phòng bị nào, cứ thế trực tiếp bị đấm khiến máu mũi chảy ròng ròng. Dù hắn đã lấy tay che nhưng cảm giác không che hết nổi. Chương 691: Làm thủ tục nhận chức. Bây giờ Trương Dũng căn bản không có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác, hắn chỉ biết bản thân đã bị ăn đòn, hơn nữa còn là bị Cố Minh đánh. Trương Dũng đưa tay che mũi, hắn nhìn Cố Minh mặt đầy tức giận. Hắn rất muốn đánh lại, nhưng vừa nhìn thấy dáng người của Cố Minh, còn cả sắc mặt đầy hung ác của hắn, suy nghĩ này trong đầu lập tức tan thành mây khói. Trương Dũng, anh không sao chứ? Đồng Diễm kinh ngạc Vội vàng chạy qua đỡ Trương Dũng, nhìn trên mũi, miệng thậm chí là gò má của Trương Dũng đều có không ít máu tươi, trong lòng nhất thời hoảng loạn. Đồng Diễm chưa từng thấy bộ dạng thảm hại này của Trương Dũng. Trước đây mặc dù từng có không ít người đàn ông vì cô ta mà tranh giành tình yêu, thậm chí đánh nhau kịch liệt. Lúc đó Đồng Diễm chỉ là một người ngoài cuộc, căn bản không có tâm trạng xem người khác đánh nhau, huống hồ Đồng Diễm căn bản không thèm quan tâm đến những người đàn ông vì cô ta mà nảy sinh xung đột. Nhưng lần này thì khác, người bị đánh là Trương Dũng, là bạn trai của Đồng Diễm, hơn nữa còn bị đánh đến chảy máu. Thoáng cái đã khiến Đồng Diễm hoảng loạn, căn bản không biết nên làm gì, chỉ có thể luống cuống tay chân muốn lau máu cho Trương Dũng. Có điều, Đồng Diễm chẳng có kinh nghiệm, lau thế nào cũng không kiềm được máu, khiến Trương Dũng vô cùng bực bội. Cút ra. Đồng Diễm chạm vào vết thương của Trương Dũng nên hắn cảm thấy rất khó chịu, lại nhớ đến cảnh vừa bị Cố Minh đánh căn bản không thể nhấn nhịn được lửa giận trong lòng, nhất định phải tìm một chỗ để xả ra. Càng nghĩ như vậy, Trương Dũng càng tức giận. Một tay đẩy đồng diễm ra, Trương Dũng cũng không quan tâm mũi mình vẫn đang chảy máu, hét lớn rồi xông đến trước mặt Cố Minh, tung một cú đấm mạnh. Một phát đấm thẳng vào da thịt. Cố Minh bị Trương Dũng đánh nghiêng ngả lùi về sau mấy bước, sau khi khó khăn lắm mới giữ vững được cơ thể, hắn cũng bắt đầu phát điên xông đến, đánh nhau với Trương Dũng. Hai người đánh nhau túi bụi, giống như giữa bọn họ có hận thù gì đó không đội trời chung. Đồng Diễm đứng nhìn bên cạnh, cũng đành bất lực. Cô ta căn bản không thể xông lên can ngăn, chỉ đành đứng tại chỗ không ngừng quát lớn muốn để hai người ngừng tay, trên gương mặt đầy sự lo lắng. Chu Dương và Liễu Tuyết đều yên lặng nhìn hai người Trương Dũng và Cố Minh đánh nhau, không hề có ý bước lên khuyên nhủ hay tách hai người ra. Cảnh tượng này, đương nhiên cũng bị không ít người qua đường chụp lại, dự định đăng lên mạng để mọi người cùng xem chuyện hài. Chu tiên sinh, chúng ta. Liễu Tuyết nhìn Chu Dương, muốn nói nhưng lại thôi, cô cảm thấy ở đây nhìn hai người đánh nhau không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, căn bản không biết được bọn họ muốn đánh đến khi nào. Đoán chừng không ai nhận thua thì sẽ không dừng lại. Lẽ nào bọn họ cứ phải ở đây nhìn và chờ đợi hay sao? Vậy rõ ràng là không thực tế chút nào. Ừ, bọn họ đánh nhau là việc của bọn họ không liên quan đến chúng ta, cô yên tâm đi, tên Cố Minh đó sau này sẽ không quấy rầy cô ở công ty đâu, chúng ta đi thôi." Chu Dương mỉm cười, dẫn đầu đi vào công ty Danh Dương, không hề quan tâm Trương Dũng và Cố Minh đang đánh nhau thắng thua thế nào. Hơn nữa, Chu Dương đã quyết định, qua câu chuyện của Cố Minh, anh chuẩn bị triển khai hoạt động thanh tra ở nội bộ công ty, xem thử trong công ty có bao nhiêu chuyện trái quy tắc. Nhất là trong khoảng thời gian nửa năm này, anh và Thẩm Bích Quân đều không ở công ty, mọi chuyện lớn nhỏ về cơ bản đều do Diệp Sở Thiến và thư ký của Thẩm Bích Quân cùng những quản lý cấp cao trong công ty xử lý. Khoảng thời gian này nhất định sẽ xảy ra không ít chuyện, nhưng không có ai báo cáo với anh. Khi Chu Dương và Liễu Tuyết đi khuất, Trương Dũng và Cố Minh vẫn đang đánh nhau. "Cố Minh, tên mập chết tiệt này, Chu Dương vừa nói muốn sa thải mày mà mày còn không buông tay." Trương Dũng lớn tiếng nói. Bây giờ hắn hơi hối hận mình không nên xông lên đánh Cố Minh. Bản thân tay nhỏ chân gầy, sao có thể là đối thủ của Cố Minh, bị Cố Minh lấy thịt đè người, ngã nhào xuống đất không nhúc nhích nổi. Hừ, còn không phải đều do mày sao, nếu không phải mày, tao cũng sẽ không đắc tội với Chu Tổng, nói cho mày biết nếu Chu Tổng xa thả tao, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Sắc mặt Cố Minh càng thêm dữ tợn, vừa nãy câu nói, hãy an tâm, mà Chu Dương nói với Liễu Tuyết, đương nhiên hắn cũng nghe thấy sau này Cố Minh sẽ không quấy rối cô ở công ty nữa. Ẩn ý trong đó là trong công ty sẽ không còn Cố Minh nữa, nếu không còn cái tên Cố Minh này, vậy thì đương nhiên không thể quấy dày đến Liễu Tuyết. Lúc này, trong lòng Cố Minh vô cùng hối hận, cơn giận cũng dần nảy sinh. Hắn không chỉ hận Trương Dũng, mà còn hận cả Liễu Tuyết và Chu Dương. Chưa nói đến việc bên chỗ Trương Dũng và Cố Minh đánh nhau thế nào rồi, bên này, Chu Dương đưa Liễu Tuyết đi thẳng vào trong công ty danh Dương. Đây cũng là lần đầu Liễu Tuyết nhìn thấy dáng vẻ của nội bộ công ty Danh Dương ở khoảng cách gần như vậy. Cô vừa bước vào tòa nhà trụ sở của công ty Danh Dương. Trước đây cô chỉ từng nhìn những bức ảnh về tòa nhà trụ sở của công ty Danh Dương trên mạng, mặc dù có những bức ảnh độ phân giải cao, nhưng nhìn từ ảnh chung quy cảm giác vẫn không chân thật bằng đến tận nơi ngắm nhìn. Trong chớp mắt dường như đã bước vào tòa nhà trụ sở của công ty Danh Dương, một loại cảm giác không rõ lý do khiến lòng Liễu Tuyết đột nhiên hồi hộp thấp thỏm giống như cuối cùng đã tìm được trốn trở về. Đây có lẽ chính là nơi làm việc cả đời của cô. Giờ phút này, trong lòng Liễu Tuyết nhất thời này sinh ra suy nghĩ như vậy, cô sớm đã không thèm để ý đến 50 triệu tệ có được từ chỗ Lý Minh Phong. Cho dù không có 50 triệu đó, cuộc sống của Liễu Tuyết vẫn cứ tươi đẹp. Đi thôi, tôi đưa cô đến bộ phận nhân sự. Chu Dương nhìn thấy Liễu Tuyết đang ngây người liền khẽ gọi một tiếng. Có Chu Dương đích thân dẫn đầu, Thủ tục nhận việc của Liễu Tuyết tương đối nhanh, hơn nữa còn có phó tổng bộ phận nhân sự đồng hành suốt quá trình, đã khai thông một con đường xanh thảm cho Liễu Tuyết, tất cả đều được ưu tiên xử lý. Bây giờ thủ tục nhận việc đã xong, chúc mừng cô đã trở thành một thành viên chính thức của công ty Danh Dương. Chu Dương mỉm cười giơ tay ra. Liễu Tuyết cũng vui vẻ bắt tay với Chu Dương, mặt đầy kích động và hạnh phúc. Có điều bây giờ phần lớn nhân viên đều nghỉ về quê rồi, người ở lại trực ban của công ty không nhiều cô vẫn nên chờ đến năm sau mọi người đều quay lại lúc đó hãy đến trình diện giờ chúng ta về thôi mẹ tôi chắc đã nấu cơm xong rồi chu dương cười nói rõ ràng đã làm xong thủ tục nhận việc của liễu tuyết liễu tuyết cũng có thể trở về nhà liễu tuyết bây giờ vẫn là giám đốc bộ phận thương mại ở vịnh lục cảnh muốn chính thức nhậm chức đến công ty danh dương làm việc cô cần phải đến bộ phận thương mại của vịnh thành lục cảnh từ chức như vậy cũng cần thời gian không ngắn hơn nữa lần này thay đổi môi trường làm việc, đổi một loạt đồng nghiệp, làm quen với nhiều người, thật ra cũng vô cùng khó khăn, Liễu Tuyết cần thời gian để giảm bớt tâm trạng lo lắng. Bất luận cô có tâm trạng lo lắng đó hay không thì đều cần chuẩn bị từ trước. chương 692, Bạn gái nhỏ Khi Chu Dương và Liễu Tuyết đi tới cửa lớn của công ty danh Dương, đã không còn thấy bóng dáng của Trương Dũng, Cố Minh và Đồng Diễm nữa. Ha ha, xem ra bọn họ cũng biết chừng mực đầy, ở đây dẫu sao cũng không phải nơi để gây chuyện. Chu Dương khế cười một tiếng, coi thường nói, ngay sau đó, Chu Dương và Liễu Tuyết cùng quay về Vịnh Lục Cảnh. "Mẹ, bọn con về rồi đây." Chu Dương vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. "Đây là món sườn xào chua ngọt mà anh thích nhất, từ bé đến tận bây giờ, món ăn yêu thích nhất của anh vẫn là sườn xào chua ngọt. Tuy nhiên sườn xào chua ngọt trong những khách sạn bình thường không quá lành nghề, Chu Dương ăn không quen, vì vậy rất ít khi gọi." Chu Dương không hề có bất cứ năng lực phản kháng nào đối với món sườn xào chua ngọt của mẹ anh. "Về rồi à, chuyện của Tiểu Tuyết cũng giải quyết xong rồi chứ?" Mẹ của Chu Dương đeo tạp dề, tay vẫn cầm dụng cụ làm bếp, nhìn thấy Chu Dương và Liễu Tuyết cùng trở về, nụ cười trên gương mặt càng rõ ràng hơn. "Trở về là tốt rồi, hôm nay mẹ đã làm món sườn xào chua ngọt con thích ăn nhất, chờ một lát là xong, các con chuẩn bị đi, có thể ăn cơm ngay được rồi." Bà Chu nói xong lại quay vào phòng bếp một tiếng sau ba người đã ăn uống no sai ai nấy ngồi trên sofa uống trà tiêu hóa những thứ vừa ăn đúng rồi cô ơi cháu phải về trước còn có rất nhiều chuyện phải xử lý cháu không ở lại lâu được nữa nói chuyện một lúc liễu tuyết đã xin phép ra về dẫu sao nhân lúc bộ phận thương mại của vịnh lục cảnh chưa tan ca cô vẫn cần đi xử lý chuyện từ chức sớm như vậy đã phải đi rồi sao bà chu hiển nhiên có chút không nỡ khó lắm mới có được một cô gái có thể nói chuyện hợp với bà như vậy. Bà Chu cảm thấy mình đã trẻ ra không ít, bây giờ Liễu Tuyết muốn rời đi bà thực sự không đành lòng. Mẹ à, Liễu Tuyết còn cần đi xử lý chuyện từ trước nữa, rời khỏi công ty hiện tại gia nhập vào công ty danh dương còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chu Dương bất lực, chỉ có thể lên tiếng khuyên mẹ của mình. Bà Chu không còn cách nào khác cũng chỉ có thể gật đầu để Liễu Tuyết rời đi. Chu Dương không quá để ý đến chuyện Liễu Tuyết từ chức, dẫu sao đối phương là vịnh lục cảnh, cũng xem như một công ty khá lớn mạnh, hơn nữa còn qua lại nhiều với Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake. Vì vậy lần này Liễu Tuyết từ trước có lẽ sẽ không xảy ra sai sót gì. Khi Chu Dương đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Thẩm Bích Quân lại gọi tới. Nhìn thấy màn hình điện thoại hiện thị ba chữ Thẩm Bích Quân, Chu Dương hơi bất lực, anh không biết Thẩm Bích Quân gọi điện tim anh vào lúc này có việc gì. Không phải hai người vừa mới gặp nhau tối hôm trước à, hơn nữa còn vì một số chuyện mà bầu không khí không được vui vẻ lắm sao bây giờ lại vội vàng gọi điện thoại cho anh như vậy lẽ nào cô ấy muốn nhận lỗi sao trong đầu chu dương nghĩ như vậy ngón tay vẫn thong thả nhẹ nhàng ấn nút nhận cuộc gọi chu dương anh đang làm gì vậy anh đang ở đâu điện thoại vừa kết nối giọng của thẩm bích quân vang vọng nói liên tiếp một chàng hoàn toàn không cho chu dương có thời gian để phản ứng và trả lời lại chu dương vội vàng đưa điện thoại cách xa màng nhĩ Lúc này mới cảm thấy tốt hơn, bằng không anh thực sự cảm thấy mình sẽ bị giọng nói của Thẩm Bích Quân làm cho chấn thương. Đợi một lúc, cảm thấy tiếng bên kia điện thoại đã nhỏ đi nhiều, Chu Dương mới cầm lại điện thoại, muốn nghe xem rốt cuộc Thẩm Bích Quân có chuyện gì. Alo, tôi nói này Thẩm tổng, bây giờ là kỳ nghỉ, là thời gian riêng tư, cô vội vàng tìm tôi như vậy có chuyện gì sao? Chu Dương bất lực nói, có lúc anh thực sự cảm thấy vô cùng bất lực với tính cách tùy tiện của Thẩm Bích Quân khi ở trước mặt người khác thẩm bích quân luôn lạnh lùng, giống như không thể tiếp cận. Nhưng ở trước mặt anh, thẩm bích quân dường như biến thành một người mẹ nhiều chuyện, việc gì cũng muốn nói với anh, anh làm chuyện gì cô cũng đều đi nghe ngóng. Có nhiều lúc, thẩm bích quân cứ gọi điện thoại tới khủng bố anh, bất kể là lần nào cũng đều lớn tiếng tuôn ra một chàng với Chu Dương khi vừa bắt máy. Hừ, Chu Dương, nghe nói hôm nay anh đưa một cô gái xinh đẹp tới công ty đúng không? Giọng nói của thẩm bích quân rất bình tĩnh, giống như thuận miệng hỏi nhưng chu dương lại nghe ra một chút oán giận ở trong đó có vẻ như chỉ cần chu dương không đưa ra câu trả lời khiến thẩm bích quân hài lòng cô ấy sẽ lao thẳng đến nhà anh sao thế đúng vậy tôi đưa cô ấy tới công ty để làm thủ tục nhận chức chu dương thành thật nói anh thật không muốn chỉ vì chuyện này lại khiến thẩm bích quân chuyện bé xé ra to hơn nữa chuyện này vốn dĩ không phải chuyện bí mật gì cả trong công ty cũng có rất nhiều người đã nhìn thấy mà người ở phòng nhân sự ai ai cũng biết ngay cả phó giám đốc phòng nhân sự cũng đi cùng, e rằng bây giờ nội bộ trong công ty đã truyền tại nhau hết rồi. Thậm chí Chu Dương có thể đoán ra trong công ty sẽ lan truyền tin tức, nói Chu Dương đưa bạn gái đến công ty làm việc. Có điều, chuyện này thực sự chỉ là Chu Dương tùy tiện tưởng tượng ra, tốt nhất đừng là sự thật, nếu không Chu Dương không dám đảm bảo bản thân sẽ làm ra chuyện gì khiến người khác hối hận, rất có thể anh sẽ đi tìm người tung tin đồn, để cho đối phương biết tại sao nước biển lại mặn. Ha ha, bây giờ người trong công ty đều nói, Chu tổng hôm nay mang bạn gái nhỏ của anh ấy đến công ty ra oai, còn để cho phó tổng giám đốc phòng nhân sự đi cùng trong toàn bộ quá trình làm thủ tục nhận chức. Cô ngừng một lúc, dường như đang ấp ủ cảm xúc gì đó. Được lắm, Chu Dương, anh có bạn gái từ khi nào vậy? Sao tôi lại không biết? Linh Ngọc biết không, khi nào anh đưa cô ấy tới để chúng tôi xem thử, giúp anh chấm điểm xem có phù hợp với anh hay không? Thẩm Bích Quân cười khẩy, Chu Dương lại sửng sốt, sau đó liền bất lực, thậm chí là thẹn quá hóa giận. Mặc dù bây giờ anh không nhìn thấy khuôn mặt của thẩm bích quân, nhưng anh dường như có thể đoán ra vẻ mặt của cô bây giờ nhất định sẽ rất tức giận, thậm chí nhìn thấy thứ đồ gì cũng sẽ coi là anh sau đó ra sức chửi bới. Lời này là ai nói vậy? Đây là tin nhảm, tốt nhất đừng để tôi biết được là ai tung tin, chờ đến khi tôi đến công ty, nhất định phải cho họ biết vì sao nước biển lại mặn chu dương gần như nghiến chặt răng lại, lạnh lùng nói vừa nãy anh còn đang nghĩ có lẽ sẽ không có ai thiếu suy nghĩ mà lan truyền tin đồn nhảm này hơn nữa cũng không tin có người sẽ tin vào lời nói mà vừa nghe đã biết là nói dối này nhưng chu dương thật sự không ngờ rằng điều anh càng không ngờ đến thì nó lại càng xuất hiện không chỉ có người thiếu suy nghĩ lan truyền tin đồn nhảm hơn nữa người ở công ty đều giống như không có đầu óc tất cả lại đi tin vào thông tin vớ vẩn này Bây giờ Chu Dương thậm chí đang nghĩ rằng có cần phải đuổi hết toàn bộ những người trực ban trong công ty ngày hôm nay đi hay không? Giữ những người này ở trong công ty sau này nói không chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi anh nói suy nghĩ này với thẩm bích quân qua điện thoại, đầu dây bên kia lập tức truyền tới một tiếng cười nhỏ nhẹ. chương 693, lại xảy ra vấn đề rồi sao? Thật sự là tin đồn à? Không phải là bạn gái của anh sao? Anh nói thật đi, Lẽ nào còn sợ tôi đi nói với người khác? Nếu như thật sự là bạn gái của anh thì đưa đến đây để tôi và em Linh Ngọc nhìn xem, vừa hay có thể chấm điểm cho anh, xem đối phương như thế nào, có phù hợp với anh hay không. Giọng nói của Thẩm Bích Quân buông lỏng hơn nhiều, mặc dù lời nói là như vậy nhưng Chu Dương lại nghe ra có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Quan trọng nhất là Thẩm Bích Quân cũng đã lựa chọn coi như không thấy lời đề nghị của anh vừa nãy, điều này cũng chứng tỏ rằng ngay từ đầu cô đã có sự hoài nghi đối với tin đồn này cô gọi điện cho tôi chắc không chỉ để hỏi mỗi chuyện này thôi chứ chu dương bất lực nói đưa tay vỗ trán thực sự rất muốn đi thẳng đến công ty để mạnh mẽ dạy dỗ cho thẩm bích quân một bài học ha ha anh cảm thấy tôi là người nông cạn như vậy sao tôi hoàn toàn không quan tâm đến những lời đàm tiếu về anh một chút nào thẩm bích quân khẽ cười giọng điệu ung dung ngừng một lát cô lại nói tiếp Tôi vừa nhận thông báo từ bộ phận thương mại, ngoài vấn đề xuất hiện ở ba cửa hàng tiêu thụ ở quận Khánh Phong, quận Phổ Đà ngay bên cạnh quận Khánh Phong cũng xuất hiện vấn đề, anh có muốn tới đó xem thử không? Sọng điệu của thẩm bích quân thay đổi, lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Lúc đầu Chu Dương không chú ý lắm, căn bản phía bên kia công ty sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa nghe thẩm bích quân nói như vậy, Chu Dương khá bất ngờ. Quận Phổ Đà Chu Dương biết đây là một quận liền kề với quận Khánh Phong, đồng thời còn tiếp giáp với biển. Bởi vì liền kề với biển, cho nên quận Phổ Đà thực sự là bến cảng vô cùng nổi tiếng. Vì thế, có thể nói quận Phổ Đà là một trong số những quận thịnh vượng nhất ở thành phố Đông Hải. Trước kia theo tin tức mà Diệp Sở Thiến có được, chỉ có 3 cửa hàng tiêu thụ ở quận Khánh Phong xuất hiện vấn đề. Một cửa hàng đóng cửa phá sản, hai cửa hàng vi phạm hợp đồng dỡ bỏ sản phẩm của công ty Danh Dương bày lên kệ sản phẩm của công ty khác. Bây giờ đến ngay cả quận Phổ Đà cũng xuất hiện vấn đề như vậy. Đối phương đã với tay đến quận Phổ Đà rồi sao? Trong lòng Chu Dương thầm nghĩ, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Nếu như nói lúc đầu khi nghe thấy Diệp Sở Thiến báo cáo, chỉ có ba cửa hàng tiêu thụ ở quận Khánh Phong xảy ra một số vấn đề, Chu Dương vẫn có thể thản nhiên không quan tâm bây giờ ngay cả quận phổ đà cũng đã xảy ra vấn đề anh không thể không quan tâm giống như trước kia được nếu như liên tiếp cả quận khánh phong và quận phổ đà cùng có chuyện điều này cho thấy bàn tay thao túng ở phía sau rất có khả năng không cùng đẳng cấp giống như chu dương vẫn nghĩ trước đây lúc này anh không thể không nghiêm túc xử lý nếu không rất có thể chỉ một sơ suất hay lơ là sẽ bị đối phương bất ngờ đánh úp ngay cả thời gian và cơ hội để thở cũng không có được bây giờ cô đang ở công ty chứ chờ tôi một lát, 20 phút sau tôi sẽ tới. Chu Dương nói xong liền tắt máy, cầm áo lên lao thẳng ra ngoài. Bà Chu vừa mới dọn dẹp xong chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy Chu Dương vội vội vàng vàng đi ra ngoài, lập tức dặn dò vài câu. 15 phút sau, Chu Dương dừng xe ở cửa công ty danh Dương. Lần này, bảo vệ tinh mắt đã nhận ra, chạy bước nhỏ thẳng tới chỗ anh. Chu Dương để xe lại cho đối phương, bảo anh ta đi đỗ xe, còn anh nhanh chóng đi thẳng tới phòng làm việc của Thẩm Bích Quân. Khi Chu Dương đẩy cửa bước vào văn phòng của Thẩm Bích Quân, đang chuẩn bị hỏi một số chi tiết cụ thể thì nhìn thấy một cảnh tượng trong phòng làm việc, hai mắt anh lập tức tròn xoe, khóe miệng mở hờ, hai má lập tức ửng hồng. "Cô?" Lời của Chu Dương vẫn chưa nói xong liền lập tức phản ứng lại, nhanh chóng đóng cửa, ở bên ngoài hít thở sâu vài cái, hồi phục lại tâm trạng kích động. Chu Dương thực sự không ngờ thẩm Bích Quân lại thay quần áo ở trong phòng làm việc vào lúc này, hơn nữa, nhìn dáng vẻ này, vừa nãy khi cô gọi điện cho anh, trên người cô có lẽ không mặc quần áo, mà cho dù có mặc, nhiều nhất chỉ là mặc đồ lót. Vừa suy nghĩ tới đây, Chu Dương cảm thấy chóp mũi hơi ngứa, giống như dấu hiệu sắp bị chảy máu mũi. Chờ đến khi Chu Dương cảm thấy bản thân hoàn toàn bình tĩnh, lúc này mới gõ cửa lại lần nữa. "Vào đi." Một giọng nói đầy quyến rũ đột ngột vang lên. Chu Dương vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy, thậm chí còn nghĩ tới dáng vẻ trên người không một mảnh vải che thân của Thẩm Bích Quân lúc cô gọi cho anh, đột nhiên yết hầu chuyển động, anh cảm thấy cổ họng mình hơi khô khan. Đẩy cửa ra nhìn vào bên trong, Chu Dương cảm thấy thất vọng. Thẩm Bích Quân sớm đã mặc xong quần áo rồi, không chỉ như thế còn coi bản thân như chiếc bánh tét, quấn chặt từ trong ra ngoài, không để lộ ra một chút cảnh xuân nào. Vừa nãy cô đang làm gì vậy? Chu Dương liếc mắt, lén nhìn một cái, lập tức rời tầm mắt khỏi người thẩm bích quân. Anh bắt đầu cảm thấy sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, bây giờ lại nhìn vào thẩm bích quân, cảm giác không hay cho lắm. Hơn nữa rất có khả năng gây nên hiểu nhầm không đáng có cho thẩm bích quân. Làm gì ư, không làm gì cả, chỉ vận động một chút, trên người đổ ít mồ hôi, tắm một cái, thay sang bộ quần áo mới. Thẩm bích quân thờ ơ nói, lười biếng nằm trên ghế của mình, Ánh mắt sâu xa nhìn Chu Dương, trong ánh mắt dường như còn có cả sự trêu chọc. Nhìn hoa mắt rồi, nhìn hoa mắt rồi, nhìn hoa mắt rồi. Chu Dương không ngừng lẩm bẩm, anh không muốn vì cảm giác sai lầm của bản thân mà làm ra chuyện gì sai trái, để Thẩm Bích Quân nắm được thóp, trở thành bằng chứng cười nhạo bản thân anh sau này. Ha ha, xấu hổ thế sao? Trước kia cũng không phải anh chưa từng thấy. Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của Chu Dương, thậm chí đến ánh mắt cũng không nhìn mình thẩm bích quân đột nhiên cảm thấy hơi nhàm chán, thờ ơ nói. Câu nói này đột nhiên khiến Chu Dương nhớ lại một số chuyện đã xảy ra trước đây. Khi đó anh vẫn là một nhân viên nhỏ bình thường của công ty danh dương bị cấp trên tàn nhẫn áp bức. Nhưng phương thức của dự án hoạt chất làm trắng ra nằm trong tay Chu Dương, dựa vào phương thức này Chu Dương đã thành công gặp được chủ tịch lạnh lùng thẩm bích quân. Lần đó gặp nhau cũng ở trong phòng làm việc của thẩm bích quân, khi đó cô vừa mới vận động xong, quần áo trên cơ thể bị mồ hôi làm cho ướt sũng để lộ ra cảnh xuân tươi đẹp đặc biệt khi đó vẫn còn là mùa hè vốn trên cơ thể đã mặc rất ít quần áo mà phụ nữ yêu cái đẹp như thẩm bích quân quần áo mặc trên người lại càng mát mẻ hơn bây giờ nghĩ lại chu dương cảm thấy bản thân khi đó thực sự hơi nhát gan nếu như lúc đó anh mạnh dạn hơn ánh mắt phóng khoáng hơn nói không chừng phát sinh gì đó với thẩm bích quân cũng không phải là không thể đang nghĩ gì vậy giọng nói của thẩm bích quân đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhìn Chu Dương, trong mắt lộ rõ ý cảnh cáo. chương 694, tổn thất quá lớn. Sau khi nghe thẩm bích quân nói xong, Chu Dương liền ngượng ngùng xua tay. Anh không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với thẩm bích quân nữa, sợ rằng mình suy nghĩ nhiều, trong lòng hấp tấp sẽ làm ra những chuyện không hay. Đến lúc đó, cho dù là đối với Chu Dương hay thẩm bích quân, đều không phải chuyện tốt lành gì. Phải rồi, không phải cô nói ở quận phổ đà đã xảy ra chuyện sao? Tại sao không thông báo cho những người khác trong công ty? Chu Dương Cao mày hỏi. Theo lý mà nói, tại thời điểm này, bên quận phổ đà cũng đang có vấn đề, cho dù anh không có ở đó, thẩm bích quân cũng nên triệu tập một số quản lý cấp cao vẫn đang ở trong công ty để thảo luận về cách ứng phó. Thậm chí, nếu như sự việc quá gấp rút thì nên khẩn trương tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các quản lý cấp cao của các công ty khác. Tuy nhiên, cho dù đó là loại nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không phải tình trạng như bây giờ thẩm bích quân dường như không hề lo lắng cô ấy vẫn ung dung vận động trong phòng làm việc cô ấy phải nhàn nhã biết bao nhiêu phải không lo lắng một chút nào thì mới có thể làm được chuyện như vậy không cần tôi đã cho các quản lý cấp cao của công ty nghỉ lễ rồi thẩm bích quân thản nhiên nói rồi lại nói tiếp hơn nữa vấn đề này cho dù có nói với họ cũng vô ích thôi nó sẽ chỉ tổ khiến họ thêm hoảng sợ và lo lắng, như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của công ty. Giọng điệu của thẩm bích quân đột nhiên trở nên đanh lại. Điều này khiến Chu Dương vô cùng ngạc nhiên. Vừa rồi dáng vẻ của cô vẫn ung dung lắm, cho dù là mỗi cử động hay giọng điệu nói chuyện đều rất thản nhiên, hoàn toàn không giống như đã có vấn đề gì lớn xảy ra. Nhưng đột nhiên, thẩm bích quân dường như biến thành một con người khác, toàn bộ con người trở nên bình tĩnh hơn, đồng thời cũng trở nên nghiêm túc và Thẩm Bích Quân trong trạng thái này mới là bộ dạng đáng sợ nhất. Chu Dương cũng cảm thấy một chút ẩn ý khác thường từ trong lời nói của Thẩm Bích Quân. Trong tình huống bình thường, dựa vào tình trạng hiện tại của công ty Danh Dương và thực lực của Chu Dương, về cơ bản bạn sẽ không gặp phải kẻ thù bất khả chiến bại. Nhưng bây giờ, ngay cả Thẩm Bích Quân cũng nói rằng nếu nói chuyện này với các quản lý cấp cao của công ty, thậm chí sẽ khiến họ thêm hoảng sợ và lan rộng ra toàn công ty. Vì vậy, lần này Chuyện xảy ra ở quận Phổ Đà rất có khả năng nghiêm trọng đến mức Thẩm Bích Quân cũng không đủ tự tin để giải quyết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng như cô nói không? Chu Dương trầm giọng hỏi. Bây giờ là chuyện công việc, không được lơ là hay buông lỏng, nên vẻ mặt Chu Dương rất nghiêm túc. Chắc là anh biết những gì đã xảy ra ở quận Khánh Phong trước đây. Lần đó, cả ba cửa hàng kinh doanh của chúng ta ở quận Khánh Phong đều không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng lần này Chuyện xảy ra ở quận Phổ Đà chỉ có hơn chứ không kém." Thẩm Bích Quân trầm giọng nói. "Chỉ có hơn chứ không kém." Chỉ với 6 chữ, Chu Dương đã hiểu rõ. Nếu nói rằng việc mất đi 3 cửa hàng kinh doanh ở quận Khánh Phong được coi là khá nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Vậy thì lần này, chuyện xảy ra ở quận Phổ Đà có lẽ còn nghiêm trọng hơn việc mất đi 3 cửa hàng kinh doanh ở quận Khánh Phong. Chu Dương biết rằng công ty Danh Dương đã thiết lập tổng cộng 9 cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà và phạm vi hoạt động vừa hay nằm gọn trong toàn bộ quận Phổ Đà. Nếu như nói nó nghiêm trọng hơn quận Khánh Phong, vậy thì số cửa hàng bị mất ở quận Phổ Đà ít nhất sẽ nhiều hơn 4. 4 cửa hàng Chu Dương ngập ngừng rũi ra bốn ngón tay, anh không hỏi thẳng ra vì trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng. Bố cục của quận Phổ Đà có thể coi là một móc xích rất quan trọng trong bố cục của công ty Danh Dương ở Đông Hải mắt xích này không thể xảy ra chuyện được bởi vì một khi xảy ra chuyện thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bố cục tổng thể của công ty danh dương ở đông hải hay thậm chí là cả cục diện của toàn bộ đất nước nếu lần này quận phổ đà mất bốn cửa hàng kinh doanh cùng một lúc thì đó sẽ là một tổn thất rất lớn cho cục diện công ty tại quận phổ đà thậm chí ngay cả trong toàn bộ quận phổ đà hiệu ứng thương hiệu của công ty danh dương sẽ bị giảm đi rất nhiều nhìn chu dương dơ lên bốn ngón tay Thẩm Bích Quân đương nhiên biết ý của anh, cô khẽ lắc đầu. Sắc mặt Chu Dương đột nhiên trở nên u ám. Không phải bốn, vậy thì là năm, thậm chí trên cả năm. Nếu nói rằng mất đi bốn cửa hàng kinh doanh, công ty Danh Dương vẫn có thể gắng gượng duy trì được hiệu ứng bán hàng ở quận Phổ Đà, về cơ bản vẫn có thể bán được hàng ở quận Phổ Đà. Còn nếu mất năm hoặc thậm chí hơn năm cửa hàng kinh doanh thì đây sẽ là một tổn thất vô cùng lớn đối với công ty Danh Dương. Đây là việc không thể phân biệt bằng mắt thường. Chu Dương lại duỗi năm ngón tay ra. Thẩm Bích Quân rũ lông mày xuống, cô không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi nói thẳng. Không phải 4, không phải 5, cũng không phải 6, mà là 7, 7 cửa hàng kinh doanh. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả những cửa hàng này đều mất đi quan hệ với công ty Danh Dương. Giọng điệu của Thẩm Bích Quân hơi trầm, nhưng lại càng buồn hơn. Chu Dương có thể nhận ra điều này, nhưng nhận ra được thì đã làm sao? khi thẩm bích quân nói không phải là bốn, cũng không phải năm, Chu Dương liền biết sự việc lần này quá lớn, thậm chí đã vượt quá khả năng kiểm soát của chính mình. Và khi thẩm bích quân cuối cùng cũng nói rằng lần này họ đã mất tổng cộng 7 cửa hàng ở quận Phổ Đà, Chu Dương cũng trở nên trầm mặc. Anh không biết nên nói gì nữa. Nói là vẫn còn cơ hội, nói là 7 cửa hàng đó chẳng là gì, nếu mọi người làm việc chăm chỉ thì vẫn có thể bắt đầu lại, thì có thể lấy lại mọi thứ. Điều đó có thể không? Chu Dương cũng tự hỏi mình như vậy, điều đó có thể không? Câu trả lời là không. Nếu chỉ dựa vào thực lực của công ty Danh Dương để giành lại mọi thứ, đó căn bản là điều không thể nào. Nói cách khác, công ty Danh Dương sẽ lại phải phát triển một sản phẩm mới ngoài hai loại sản phẩm hiện có. Hơn nữa, sản phẩm mới này cũng cần phải là một sản phẩm hot, trong thời gian ngắn sẽ phổ biến khắp vùng Đông Hải, thậm chí phổ biến trên toàn quốc. Bằng cách này công ty danh dương có thể trực tiếp trở lại quận phổ đà theo xu hướng chung, bắt đầu bố trí lại ở quận phổ đà và mở thêm cửa hàng kinh doanh. Tuy nhiên, để tạo ra một sản phẩm hot là một chuyện khó khăn cỡ nào chứ? Đối với những công ty mỹ phẩm kia, có công ty thậm chí một năm, hai năm cũng không cho ra được sản phẩm mới, huống hồ là sản phẩm hot, ngoài tác dụng của bản thân sản phẩm ra thì còn cần thời cơ nữa. Cho dù là công ty danh dương, bây giờ đang nắm giữ hai loại sản phẩm hot trong tay cũng không phải một sớm một chiều mà có được loại đầu tiên là mặt nạ hòa chất làm trắng da công thức được cung cấp bởi chu dương loại thứ hai là sữa rửa mặt tân chu được chiết xuất từ một loại thực vật mới được phát hiện bởi giáo sư thiệu trạch giai có thể gặp được nhưng không phải muốn là có được ngoài ra đã lâu như vậy rồi công ty danh dương không phải là không nghiên cứu và phát triển thêm Tính ra đã gần 4 năm kể từ khi Thẩm Bích Quân thành lập công ty Danh Dương. Tuy nhiên, ngoài hai sản phẩm hot này, công ty Danh Dương căn bản không thể đưa ra thêm bất kỳ sản phẩm nào khác. Chương 695, mục tiêu thực sự. Điều này đủ để thấy việc phát triển một sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm hot khó khăn đến mức nào. Nếu không thể phát triển sản phẩm hot mới để làm sản phẩm cứu trợ cho công ty Danh Dương, thì chỉ với thực lực hiện có của công ty Danh Dương căn bản không thể khôi phục lại trạng thái như trước đây. Có điều, nếu như có thêm nền tảng và thực lực của Chu Dương thì cũng chưa hẳn là điều không thể. Không nói đến những thứ khác, chỉ nói riêng ở Đông Hải, Chu Dương đã có thể điều động được rất nhiều thế lực. Câu lạc bộ Silver Lake, Tô hiệp hội ngành truyền thông, hiệp hội ngành mỹ phẩm. Đây là những thế lực mà Chu Dương có thể điều động để giúp đỡ công ty Danh Dương. Tuy nhiên, trong một cuộc chiến đấu với kẻ thù không tên tuổi, không biết đối thủ nông sâu thế nào mà lại đường đột ra tay, rất có thể sẽ gặp phải những nhân tố không thể kiểm soát được và gây ra những tổn thất lớn hơn. Tất cả những điều này, Chu Dương phải cân nhắc thật chu đáo mới được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao trước đây chúng ta không biết một chút tin tức nào? Chu Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Bích Quân và nghiêm túc hỏi. Anh tin rằng ở một nơi như quận Phổ Đà, nếu đối phương muốn bảy cửa hàng kinh doanh của công ty danh dương tách khỏi danh dương, chắc chắn khi hành động sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, nhất định phải có chút tin tức lọt ra ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế, bên phía công ty danh dương, Thẩm Bích Quân hay là Chu Dương đều chưa bao giờ nghe được bất kỳ một tin tức nào về vấn đề này. Ba cửa hàng kinh doanh tại quận Khánh Phong trước đó cũng như vậy, mãi đến tận khi ra kết quả anh mới biết. Nhưng lần này, ở quận Phổ Đà, đối phương phải lên kế hoạch cho bảy cửa hàng kinh doanh, rõ ràng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Đột nhiên, hai mắt Chu Dương sáng lên, tựa hồ nghĩ ra được manh mối mấu chốt nào đó, lông mày anh nhíu lại, nét mặt cũng nhăn lại, trông vô cùng nghiêm túc. Lúc này Chu Dương mới thực sự nghĩ tới một điểm mấu chốt. Đúng vậy, đối phương muốn ngưu đồ bảy cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương ở quận Phổ Đà, chắc chắn không thể hoàn thành trong thời gian ngắn mà bởi vì không thể hoàn thành được trong thời gian ngắn nên hẳn là đối phương đã chuẩn bị từ rất sớm. Tuy nhiên, trước khi vụ việc xảy ra ở quận Phổ Đà, ba cửa hàng kinh doanh ở quận Khánh Phong đã xảy ra chuyện trước. Điều này khiến Chu Dương không khỏi nghi ngờ ba cửa hàng kinh doanh ở quận Khánh Phong chẳng qua chỉ là một yếu tố mù mờ do bên kia ném ra, mục đích là đánh lừa Chu Dương, đánh lừa công ty Danh Dương, khiến cho công ty Danh Dương và Chu Dương tin rằng đối phương lựa chọn quận Khánh Phong để ra tay họ muốn thăm dò thái độ và phản ứng của công ty danh dương và chu dương tuy nhiên trên thực tế trọng tâm của đối phương hoàn toàn không phải ở quận khánh phong ngay cả khi ba cửa hàng kinh doanh ở quận khánh phong được công ty danh dương thu hồi đối phương cũng không hề quan tâm bởi vì mục tiêu trọng điểm của địch luôn là quận phổ đà là chín cửa hàng kinh doanh của công ty danh dương dầm đột nhiên chu dương đấm mạnh lên bàn trên mặt lộ ra vẻ tức giận và yêu phiền sao vậy thẩm bích quân nhìn anh không hiểu sao chu dương đột nhiên đấm bàn tôi biết bên kia đang có ý đồ gì rồi chu dương cay đắng nói ra tất cả phỏng đoán của mình anh tin rằng nhận định của mình là hoàn toàn chính xác mục tiêu ban đầu của đối phương chính là chín cửa hàng kinh doanh của công ty danh dương ở quận phổ đà đối với ba cửa hàng ở quận khánh phong đối phương căn bản không hề quan tâm một mặt ở đó chỉ có ba cửa hàng kinh doanh đây không phải là tổn thất gì lớn đối với công ty danh dương. Hơn nữa, công ty danh dương chỉ mở 3 cửa hàng kinh doanh ở quận Khánh Phong, bản thân đã không đặt nhiều hy vọng vào quận Khánh Phong. Ngoài ra, quận Khánh Phong là nơi thật giả lẫn lộn, ngoài công ty danh dương ra còn có rất nhiều thương hiệu khác, kể cả những thương hiệu trong nước và quốc tế. Cho dù giờ công ty danh dương có sông lên cũng rất khó để tranh giành được với đối phương. Thậm chí Chu Dương còn nghi ngờ rằng sau khi đối phương đạt được mục đích, Họ có thể trực tiếp từ bỏ ba cửa hàng kinh doanh ở quận Khánh Phong để những cửa hàng đó tự mình chống đỡ, hoặc để công ty Danh Dương xử lý, bọn họ sẽ không gây bất kỳ sự cản trở nào. Sau khi nghe Chu Dương phân tích, Thẩm Bích Quân liên tục gật đầu, cô nhìn Chu Dương với đôi mắt đẹp đầy thần thái. Lúc này, Thẩm Bích Quân thậm chí còn nhìn thấy một dấu vết của ý chí mạnh mẽ vô song từ trên người Chu Dương, dường như bất cứ chướng ngại vật nào phía trước đều không là gì đối với anh cả. Chỉ cần anh muốn, anh sẽ có thể dễ dàng đột phá những ngọn núi chắn ngang con đường phía trước. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Vì bên kia đã giành được 7 cửa hàng kinh doanh, tôi sợ rằng hai cửa hàng kinh doanh còn lại cũng chỉ trong mấy ngày này là tiêu thôi." Thẩm Bích Quân khẽ hỏi. Giờ phút này, cô tin tưởng Chu Dương, muốn dựa vào Chu Dương xem anh sẽ giải quyết những chuyện như vậy như thế nào. Dù sao, Chu Dương cũng không thể ở bên cạnh mình mãi được. Một ngày nào đó anh ấy sẽ rời xa mình, đến lúc đó cô cũng không đến nỗi chuyện gì cũng làm không xong. Ừ, đối phương nhất định sẽ có hành động đối với hai cửa hàng kinh doanh còn lại, nhưng chúng ta không nên quá lo lắng. Giờ càng lo lắng sẽ càng dễ lộ ra sơ hở và bỏ sót nhiều thứ. Chu Dương trầm giọng nói. Vừa rồi anh có chút lo lắng vì những thay đổi đột ngột ở quận Phổ Đà, nên anh cũng không nghĩ được nhiều. Bây giờ anh đã bình tĩnh lại, đặc biệt là sau khi đã nhận ra một thực tế là đối phương lấy ba cửa hàng kinh doanh ở quận Khánh Phong làm mục tiêu để dẫn dụ anh, đồng thời bí mật thực hiện chiến lược cho các cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà. Vậy thì, mục tiêu của bên kia chắc chắn là 9 cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà. Mà hiện tại, chỉ có 7 cửa hàng xảy ra chuyện, nghĩa là vẫn còn hai cửa hàng nữa. Đối phương đã tiếp xúc với hai cửa hàng này nhưng hai bên chưa đạt được sự thống nhất về mặt lợi ích. Vì vậy, lần này, Hai cửa hàng kinh doanh đó đã chọn cách im lặng. Về việc nói rằng hai cửa hàng kinh doanh đó cực kỳ trung thành với công ty Danh Dương, hoàn toàn thờ ơ trước lợi ích mà đối phương đưa ra, Chu Dương hoàn toàn không tin. Trên đời, không có lòng trung thành là không có lý do. Bất cứ một sự trung thành nào dùng lợi ích để đổi lại thì sẽ bị sụp đổ khi gặp được lợi ích lớn hơn. Hiện giờ chúng ta không làm gì cả, cố gắng đừng để đánh rắn động cỏ, để đối phương nghĩ rằng chúng ta không hề biết ý định thực sự của họ để họ hành động theo kế hoạch đã lập ra, như vậy chúng ta mới có nhiều cơ hội hơn." Chu Dương trầm giọng nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Chu Dương cũng biết căn bản không thể không đi điều tra một số chuyện được. Tuy nhiên, cuộc điều tra này đương nhiên không thể sử dụng một số lực lượng của công ty Danh Dương. Trong lòng Chu Dương cũng có một vài sự chuẩn bị và kế hoạch, nhưng sẽ phải mất vài ngày. Trước mắt, nếu như đối phương chưa thỏa thuận được lợi ích với hai cửa hàng kinh doanh Chắc hẳn hoặc là lợi ích đối phương hứa hẹn quá ít, hoặc lợi ích hai cửa hàng kinh doanh yêu cầu quá cao. Tuy nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa thì việc hai bên đạt được thỏa thuận trong thời gian ngắn là điều không thể. Chương 696: Đàm phán. Khoảng thời gian này lại đúng dịp Tết âm lịch, họ muốn đàm phán gì cũng trở nên khó khăn hơn. Còn với Chu Dương lại là khoảng thời gian vô cùng quan trọng. Lúc này, Chu Dương có thể sắp xếp và thực hiện kế hoạch của mình. Sau đó, Chu Dương và Thẩm Bích Quân lại thảo luận về một số chuyện của công ty, đặc biệt là lúc đối mặt với câu hỏi của các quản lý cấp cao khác trong công ty, nên trả lời giải quyết thế nào mới có vẻ bình thường. Tất nhiên những chuyện này đều là chuyện mà Thẩm Bích Quân quen thuộc nên không cần để tâm nhiều vào đó. Sau khi thương lượng xong, Chu Dương rời khỏi công ty Danh Dương, còn Thẩm Bích Quân cũng không giữ anh lại. Cô biết trước mắt là thời điểm vô cùng quan trọng có thể phá được âm mưu lần này của đối phương hay không còn tùy thuộc vào sự sắp xếp của Chu Dương. Cùng lúc đó, ở quận Phổ Đà, thành phố Đông Hải, hai nhóm người đang đứng đối diện nhau trong một phòng VIP khách sạn gần Đông Hải. Một nhóm người trong đó mặc đồ trông xa hoa lạ thường, đeo sợi dây chuyền vàng lớn trên cổ, trên tay là đồng hồ của các loại thương hiệu nổi tiếng và nhẫn kim cương. Toàn những đồ mà có mang ra bán thì người bình thường cả đời này cũng không thể mua nổi nhưng dường như đây là chuyện rất thường tình với một vài người ở đây, như thể những món đồ này chẳng khác gì mấy trang sức thường ngày. Bên nhóm người còn lại tương đối bình thường hơn, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra những người trông có vẻ bình thường này lần lượt ngồi nghiêm túc trên ghế, tinh thần rất sảng khoái. Nếu Nghiêu Xuyên có ở đây, chắc chắn cậu ấy có thể nhận ra những người này đều là người luyện võ, hơn nữa lại không phải là người biết vài ba món võ bình thường mà là người luyện võ chân chính. Được học võ từ lúc còn nhỏ, khổ luyện 2, 30 mươi năm mới được như vậy. Hai bên như bày ra thế trận, ngồi đối diện nhau. Trong đó, người đứng đầu hai bên trên ngồi vào một cái bàn, trên bàn có không ít giấy tờ. Những trang giấy này đều là giấy trắng. Bên cạnh mấy tờ giấy có không ít ngòi bút. Trần Tam, anh đừng được voi đòi tiên như thế, tôi đã cho anh đủ rồi. Người đứng đầu bên đám người luyện võ lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trông giống nhà giàu mới nổi đối diện nói. Hừ, Hứa Du, anh cũng đừng xem thường tôi. Nếu không có sự đồng ý của tôi thì các anh không thể có được 9 cửa hàng ở quận phổ đà này. Còn thật sự nghĩ tôi không biết các anh hứa hẹn gì với 7 cửa hàng kia à. Coi tôi chỉ biết ăn không biết làm đấy à. Trần Tam nghiến răng, bộ râu cầm ngắn, giọng đặc sệt tiếng địa phương, khinh thường nhìn Hứa Du đối diện. Trần Tam biết rất rõ chuyện đối phương làm trong khoảng thời gian này. Chí ít đây không phải lần đầu tiên hắn ngồi ở đây để thương lượng với đối phương. Trước đây hai người đã đàm phán hai lần, lần này là lần thứ ba. Dù không biết đối phương thu mua cửa hàng của công ty danh dương ở quận Phổ Đà để làm gì. Nhưng Trần Tam biết với sự phát triển hiện nay của công ty danh dương, có thể có được một cửa hàng thì lợi ích nhận được cũng rất lớn. Không đề cập đến những thứ khác, dù Trần Tam có một ít tiền trong tay, hắn cũng có thể tự kinh doanh một công ty bình thường. Nhưng cả năm làm việc vất vả, tiền kiếm được cũng chẳng đủ cho hắn tiêu xài. Sau đó, nhờ quan hệ của bạn bè, Trần Tam đã có mối quan hệ với công ty Danh Dương, thành công mở một cửa hàng ở quận Phổ Đà. Chỉ hơn nửa năm, số tiền Trần Tam kiếm được ở cửa hàng này còn nhiều hơn tiền hắn kiếm được trong 10 năm tự kinh doanh công ty. Số tiền bỗng chốc tăng gấp mấy lần khiến Trần Tam vô cùng vui sướng. Làm ăn có lãi như vậy, Trần Tam nóng lòng muốn lấy hết toàn bộ về cho mình. Nhưng cửa hàng của công ty Danh Dương, một người chỉ có thể đăng ký mở một cửa hàng dù Trần Tam có bạn cũng làm việc ở công ty danh dương đi chăng nữa cũng không giúp ích gì được. Cách đây không lâu, những người ở đối diện này bắt đầu liên hệ với hắn muốn thu mua cửa hàng của hắn với giá cao, hơn nữa còn hứa sẽ cho nhiều quyền lợi khác. Lần đàm phán đầu tiên Trần Tam muốn đồng ý nhưng lúc sắp quyết định thì không biết thế nào mà Trần Tam bỗng do dự. Trần Tam sợ cửa hàng của mình bị đối phương thu mua rồi, ngộ nhỡ hắn dùng hết số tiền đối phương đưa cho vậy hắn phải làm sao? Thế nên trong lần đàm phán đầu tiên đó, Trần Tam đã từ chối. Sau đó, hắn biết đối phương không chỉ liên hệ với cửa hàng của hắn mà Hứa Du còn liên hệ với 8 cửa hàng khác ở quận Phổ Đà. Trước khi liên hệ với Trần Tam, Hứa Du đã thu mua được 7 cửa hàng kinh doanh khác. Sau khi nghe ngóng tình hình, Trần Tam cũng bí mật biết được giá mà Hứa Du đưa ra cho 7 cửa hàng kia. Nếu hắn không biết chuyện này còn dễ nói chuyện, nhưng khi đã biết, Trần Tam ngay lập tức giận sôi máu lẽ nào hứa du anh xem thường tôi sao vì sao anh ra giá với bảy cửa hàng khác lại cao hơn giá anh đưa cho tôi trần tam tức giận lần thứ hai đàm phán cứ thế không thành hôm nay là lần đàm phán thứ ba vừa tiến vào cuộc thương lược trần tam đã ra mức giá không thấp hơn mức giá của bảy cửa hàng kia với trần tam đây chính là trừng phạt cho hứa du vì đã xem thường hắn không được số tiền anh nói nhiều quá tôi chỉ có thể đưa cho anh nhiều đây thôi Hứa Du hờ hững nói, hắn lấy bút ra viết điều kiện mình đưa ra vào một tờ giấy trắng, sau đó cuộn lại bảo người đưa cho Trần Tam. Phương thức đàm phán này để tránh nội dung cuộc thương lượng bị người khác biết, rồi lại lọt ra ngoài. Trước đây Hứa Du không dùng cách này để thương lượng nên mới để Trần Tam có cơ hội nghe ngóng được nội dung đàm phán của hắn với các ông chủ của bảy cửa hàng khác. Lần này vì để lấy được cửa hàng của Trần Tam nên Hứa Du không thể không dùng biện pháp này. Nếu không ngộ nhớ quyền lợi bản thân đưa ra cho Trần Tam cao hơn bảy cửa hàng kia bị người ta biết được, vậy thì họ sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên. Hứa Du không muốn xảy ra tình huống đó. Trần Tam nhận lấy tờ giấy, cẩn thận đọc kỹ mục quyền lợi ghi trên đó rồi suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt hơi do dự. Mặc dù những quyền lợi này nhiều hơn những gì Hứa Du ra giá cho ông chủ bảy cửa hàng khác, nhưng cũng chỉ nhiều hơn một chút mà thôi. Một chút này chẳng có gì quan trọng với Trần Tam. Hừ. Muốn để tôi đồng ý với anh bằng mấy cái này à? Hứa Du, anh vẫn xem thường tôi nhỉ? Nếu anh ra mức giá cao hơn thì có thể nói thẳng, chúng ta giao dịch trong vui vẻ, mua bán không thành thì thôi. Trần Tam lạnh lùng nói rồi xé nát tờ giấy. Trần Tam đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không thể nhận được nhiều lợi ích từ Hứa Du thì cứ dứt khoát không giao dịch. Đợi đến lúc Hứa Du mua lại hết 8 cửa hàng kia thì bên công ty Danh Dương chắc chắn sẽ có động thái phản ứng. Còn nếu không có phản ứng gì Trần Tam cũng không ngại nhờ người nhắc nhở một chút. chương 697, Sự tự tin của Trần Tam Đến lúc đó, công ty danh dương thấy mấy cửa hàng ở quận Phổ Đà bị hứa du mua lại, chỉ có cửa hàng của Trần Tam vẫn giữ lòng thành ban đầu, thì chắc chắn sẽ tuyên dương, khích lệ Trần Tam. Trần Tam không chỉ giữ được cửa hàng của mình, thậm chí còn có thể được công ty danh dương thưởng một số tiền lớn. Chuyện như vậy, từ góc độ nào Trần Tam cũng không chịu thiệt. Sứt lời, trần tam chuẩn bị đứng dậy rời đi nếu hứa du có thành ý hắn chắc chắn sẽ kéo trần tam lại nhưng nếu hắn không giữ lại thì trần tam cũng không quan tâm đợi lúc trần tam dẫn người rời đi hứa du vẫn không nói gì sắc mặt chỉ hơi u ám lạnh lùng nhìn bóng lưng trần tam trần tam ra khỏi khách sạn nhìn màn đêm bên ngoài hắn khẽ kích động đi các anh em hôm nay tâm trạng đại ca tốt tôi dẫn các anh em đi chơi Mặc dù Hứa Du không giữ hắn ở lại nhưng Trần Tam lại không tức giận. Ngược lại chính vì vậy mà hắn mới có thể chiếm được thế có lợi hơn, sẽ có được nhiều lợi ích hơn từ chỗ Hứa Du. Dù sao Trần Tam biết mục tiêu của Hứa Du chính là toàn bộ 9 cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà của công ty Danh Dương, mà Hứa Du buộc phải có được cửa hàng trong tay hắn. Như vậy Hứa Du sẽ có nhiều không gian hoạt động hơn. Tốt quá, ông chủ thật tuyệt. Ông chủ thật hào phòng. Tốt quá cuối cùng cũng được quẩy một bữa, tôi tia chúng một em gái, lần này có cơ hội rồi. mọi người lập tức hoan hô vui mừng, theo Trần Tam đến một trung tâm tắm hơi ở quận Phổ Đà. lúc này một người trẻ tuổi cạnh Trần Tam vẻ mặt hơi lo lắng, ngược lại hoàn toàn so với vẻ mặt phấn khích kích động của những người khác, dĩ nhiên Trần Tam cũng chú ý đến điều khác biệt này. A Lực, sao thế? cậu đang lo lắng điều gì vậy? Trần Tam thấy A Lực lo lắng, khẽ cười nói người tên a lực này là em vợ của trần tam mặc dù chỉ là biểu hiện bên ngoài nhưng cũng coi là người thân tín của hắn bình thường a lực cũng khá thông minh thường đưa ra rất nhiều ý kiến cho trần tam cũng giống lần này trước tiên không nên vội vàng thỏa thuận với hứa du mà hãy quan sát trước một khoảng thời gian sau đó âm thầm điều tra nghe ngóng tình hình cụ thể hợp tác giữa hứa du và bảy cửa hàng khác trần tam căn bản không nghĩ ra được những chủ ý này đều do a lực cho hắn ý kiến trần tam làm theo cách này hiệu quả đúng là rất tốt không nói những cái khác lần này điều kiện hứa du đồng ý với hắn đã nhiều hơn các điều kiện của bảy cửa hàng kia thế nhưng mấy điều kiện bổ sung này không thể thỏa mãn được trần tam hắn nghĩ cách của a lực đã khả thi vậy chứng tỏ hứa du rất mong muốn có được cửa hàng trong tay hắn như vậy quyền chủ động chắc chắn nằm trong tay trần tam thế nên trần tam không lo lắng chuyện hứa du không đồng ý lần này hai bên không đạt được thỏa thuận đồng nhất vậy lần sau yêu cầu của trần tam sẽ không chỉ như hôm nay anh tam em đang nghĩ tên hứa du kia sẽ để lại đường lui hay không em thấy bộ dạng hôm nay của bọn họ rõ ràng không cam lòng nếu chúng ta không thỏa thuận được với họ em sợ họ sẽ âm thầm ra tay với chúng ta a lực lo lắng nói hắn có cảm giác như vậy cũng không phải không có căn cứ nhóm người hứa du là những người bỗng từ đâu đến Hắn hoàn toàn không biết thông tin lai lịch như thế nào. Hơn nữa, A Lực đã dò hỏi vài người hắn quen, cũng không hề có một tin tức nào liên quan đến mấy người Hứa Du. Dường như trước đây nhóm người Hứa Du chưa từng ở Đông Hải, mà đột nhiên xuất hiện không hề báo trước, sau đó bắt đầu hoạt động rộng khắp quận Phổ Đà. Thêm vào đó lúc vừa rời khỏi khách sạn, A Lực nhận thấy ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Hứa Du. Đây là dấu hiệu cho thấy Hứa Du đã nổi giận với Trần Tam. A Lực là người muốn yên bình, nhiều lần đưa ra ý kiến cho Trần Tam chẳng qua chỉ muốn một cuộc sống yên ổn đi theo Trần Tam mà thôi. Hắn không muốn Trần Tam xảy ra chuyện. Thế nên bây giờ thấy mấy người Trần Tam dáng vẻ như không có chuyện gì, hơn nữa còn muốn ra ngoài chơi bời, A Lực mới thầm lo lắng, hắn cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện đó không hay. Ha ha, A Lực, cậu nghĩ nhiều rồi, anh Tam của cậu đã lăn lộn ở quận phổ đà nhiều năm, không nói có thành tựu gì lớn nhưng người ở đây cũng phải nể tình anh cậu đó cuống gì cửa hàng trong tay tôi nếu không có tôi hứa du không thể đạt được mục đích có được chín cửa hàng của công ty danh dương ở quận phổ đà thế nên bọn họ không thể có tâm tư gì khác chưa kể dù bọn họ muốn âm thầm ra tay với chúng ta thì cũng phải tự lượng sức mình chứ trần tam vô cùng tự tin nói xong còn liếc nhìn một người đàn ông bên phải phía sau hắn a lực bỗng nhận ra không phải trần tam không lo lắng mà là Trần Tam có lòng tin. Chỉ ít người đàn ông mà Trần Tam vừa liếc qua đó, A Lực cũng biết hắn. Trần Sung, em họ xa của Trần Tam, là người có võ thuật khá lợi hại. A Lực chưa từng thấy Trần Sung ra tay, nhưng hắn từng nghe những người khác nói uy phong của Trần Sung. Thời gian trước, lúc Trần Tam chưa có cửa hàng của công ty Danh Dương, chỉ kinh doanh một công ty nhỏ. Trần Sung đến nhờ cậy, mà Trần Tam cũng gặp phải rắc rối, bị kẻ thù đến nhà đòi tiền đối phương dẫn đến gần 20 người, hầu như toàn bộ đều bị một mình Trần Sung hạ gục. Kể từ đó, địa vị của Trần Sung trong lòng Trần Tam ngày càng được nâng cao. Nghe Trần Tam nói vậy, A Lực cũng không nói được gì nữa. Dù sao bản thân Trần Tam có lòng tự tin hơn người, nếu hắn còn nói gì thêm, rất có thể sẽ khiến Trần Tam phản cảm và không vui. Điều này chẳng có lợi gì cho A Lực. Đám người họ cứ ồn ào, ẩm ý đi đến trung tâm phòng tắm hơi sang trọng, lớn nhất quận Phổ Đà. Khu giải trí Royal Garden. Sắc trời vừa giáng chiều, khu giải trí Royal Garden đã sớm lên đèn, tiếng nói chuyện ồn ào, người đi đi lại lại tấp nập, xe cộ ra vào không ngớt. Trần Tam là khách quen ở đây nên bảo vệ nơi này cũng quen Trần Tam. Thấy Trần Tam dẫn một đám người cười nói đi vào thì vội vàng đi đến đón tiếp. "Ôi, đây không phải là anh Tam sao, lại đến đây để thư giãn à?" "Ha ha, anh Tam mời vào. Hai bảo vệ vội vàng mỉm cười đón Trần Tam đi vào. Trần Tam không chỉ là một người hào phóng có tiếng ở quận Phổ Đà mà ở khu giải trí Royal Garden hắn tiêu xài rất hoang phí, cũng là thành viên cao cấp của khu giải trí Royal Garden. Hơn nữa, còn có tin đồn Trần Tam là bạn thân của ông chủ khu giải trí Royal Garden. Mặc dù những bảo vệ này không biết chuyện thế nào nhưng chỉ cần biết suy nghĩ một chút, bọn họ cũng không ngu ngốc đi gây rắc rối cho Trần Tam để chúc họa vào thân chương 698 cản đường. Trần Tam khẽ gật đầu, hắn rất hài lòng với thái độ của tên bảo vệ này, lập tức ném ra mấy chục tờ tiền giấy màu đỏ, xem như tiền tiếp cho họ. Đây đều là những việc hắn thường làm, những tên đàn em đi sau lưng cũng thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này. Nhận được tiền tiếp, tên bảo vệ càng nhiệt tình hơn, thậm chí còn nhanh chóng giúp Trần Tam đẩy cửa ra, trình độ phục vụ có thể nói là đã đạt đến mức cao nhất. Có điều, sau khi đám người trần tam vào trong khu giải trí royal garden tại một ngã tư cách khu giải trí royal garden không xa có một đám người đột nhiên xuất hiện nếu bây giờ trần tam nhìn thấy những người này nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên bởi vì hắn vừa mới gặp đám người này hứa du người dẫn đầu lại là hứa du mười người bên cạnh hắn đều có dáng vẻ vô cùng cường tráng dù rằng bây giờ đang là mùa đông song mỗi người đều để lộ cánh tay trần cơ bắp săn chắc hứa ra Đám người Trần Tam đều đã vào rồi, bây giờ chúng ta cũng vào chứ?" Người đàn ông đứng cạnh Hứa Du cung kính cúi đầu nói, căn bản không dám nhìn hắn, giống như Hứa Du đang đứng trước mặt hắn là một con quái vật khác thường. "Đừng vội, Royal Garden tuyệt đối không phải là một nơi đơn giản, ngay cả chúng ta cũng không có tin tức cụ thể về ông chủ của Royal Garden, cho nên đừng hành động thiếu suy nghĩ, vẫn nên đợi đến lúc bọn họ đi ra rồi nói sau." Hứa Du vẫy tay, bình thản nói, giọng điệu của hắn cực kỳ lạnh lùng tựa như băng đá ngàn năm, chỉ một câu nói đã khiến cho 10 người bên cạnh hắn đều cảm thấy dùng mình run rẩy. Có điều, so với những chuyện này thì đám người họ càng cảm thấy ngạc nhiên với tin tức mà hứa du vừa nói. Ngay cả hứa du cũng không điều tra được thông tin chính xác về thân phận của ông chủ khu giải trí Royal Garden. Phải biết rằng, đối với bọn họ mà nói, hứa du là người đứng ở vị trí cao nhất, không có sự tồn tại nào có thể vượt qua được nếu cả hứa du cũng phải kiêng rè với ông chủ ở đây, vậy thì cuối cùng ông chủ này là loại người khủng bố như thế nào? Bọn họ căn bản không dám nghĩ thêm nữa. Vào lúc này, 10 tên đàn em đều cúi đầu nhìn mũi chân, loại bỏ tất cả tạp niệm trong đầu của mình. Công ty danh dương Tuy Chu Dương đã nói với thẩm bích quân, bây giờ anh không muốn làm bất cứ việc gì. Nhưng anh thật sự không thể làm như vậy. Sở dĩ Chu Dương nói với cô như vậy, chủ yếu muốn cô yên tâm hơn, Đừng hành động thiếu suy nghĩ, tự ý huy động năng lực của công ty Danh Dương. Suy cho cùng, đối phương rất có khả năng vẫn chăm chú quan sát sự tồn tại của công ty Danh Dương. Nhất cử nhất động trong nội bộ của công ty Danh Dương, thậm chí, ngay cả bây giờ khi Chu Dương và Thẩm Bích Quân đang nói chuyện trong văn phòng làm việc, bên ngoài cũng có người biết được điều này. Trong tình huống như vậy, công ty Danh Dương càng không được có bất cứ hành động gì. Nhất định phải giả vờ như bản thân chưa biết gì không biết nên làm gì, không biết phải tiếp tục ra sao. Làm như vậy, tuy không thể khiến cho kẻ địch mê muội một thời gian dài, nhưng cũng đủ để bọn chúng hoang mang trong khoảng thời gian ngắn. Mà Chu Dương cũng chỉ cần một thời gian ngắn như vậy. Sau khi rời khỏi công ty, anh nhanh chóng đi đến câu lạc bộ Silver Lake với Như Xuyên. Lần này, kẻ địch không chỉ có khí thế mạnh mẽ, mà còn có âm mưu to lớn. Chu Dương cảm thấy nếu chỉ dựa vào công ty danh dương thì căn bản không thể ngăn cản được quan trọng nhất là mục tiêu của đối phương đã quá rõ ràng. Chưa nhắc đến những cái khác, mục tiêu mà bọn họ nhắm đến là muốn đoạt được 9 cửa hàng kinh doanh của công ty danh dương ở quận Phổ Đà. Nếu để đối phương đạt được ý đồ này, vậy thì xem như đã chặt đứt một cánh tay của công ty danh dương. Câu lạc bộ Silver Lake Từ sau khi Lý Minh Phong và Thái Hùng bị dạy dỗ một bài học, người đến đây không những không giảm xuống mà ngược lại càng có xu hướng nhiều hơn. Dù sao, sự việc ngày đó cũng không bị ngăn cấm để lộ ra ngoài, do đó nhiều người chứng kiến sự việc đã lan truyền thông tin mà mình nhìn thấy cùng với những suy nghĩ của bản thân. Cứ như vậy, mọi người vô cùng tò mò với kẻ không những đã dạy cho Lý Minh Phong và Thái Hùng một bài học, mà còn quen biết với ông chủ câu lạc bộ Silver Lách Trần Thế Hào, người đó còn có thể đi thẳng lên tầng 3. Mỗi ngày đều có không ít người đến đây, đều muốn được nhìn thấy người đó thêm một lần nữa, thậm chí còn muốn quỷ xuống vái lại. Cho nên, khi Chu Dương đến câu lạc bộ Silver Lake với Nhiêu Xuyên, người bên trong lập tức nhận ra anh. Còn Nhiêu Xuyên thì họ lại xem như không nhìn thấy, bởi nhiều người cho rằng cậu ấy chỉ là đàn em đi theo Chu Dương, căn bản không quan trọng lắm. Anh ta đến rồi. Nhìn xem, chính là anh ta, lần trước, anh ta đã hung hăng dạy dỗ Lý Minh Phong và Thái Hùng một bài học ở đây. Đúng vậy, không ngờ rằng, hôm nay anh ta còn dám quay lại, lẽ nào anh ta không sợ hai người kia trả thù sao? Đúng đó, tôi còn nghe nói, sau khi Lý Minh Phong và Thái Hùng rời khỏi đây, vẫn còn ăn nói sằng bậy, họ nói nhất định sẽ trả lại hết tất cả nỗi nhục nhã mà họ phải chịu. Tôi cũng nghe nói như vậy, Lý Minh Phong bị anh ta bắt bồi thường 50 triệu tệ, còn nói muốn hắn trả cả vốn lẫn lãi. Hôm nay nói không chừng có kịch hay để xem rồi, tôi thấy dạo này Lý Minh Phong và Thái Hùng, một ngày 24 tiếng đều phái người theo dõi tình hình xung quanh câu lạc bộ Silver Lake, sợ là đang đợi anh ta xuất hiện đám đông nhìn thấy Chu Dương lập tức xôn xao, thảo luận sôi nổi, ánh mắt nhìn Chu Dương ngoài hiện lên sự khâm phục, còn xen lẫn sự cảm thông, đương nhiên không thể thiếu những ánh mắt tò mò hóng hớt. Chu Dương không quan tâm đến lời bàn tán và ánh mắt hiếu kỳ của những người này. Trên đường đến đây, anh đã gọi điện cho Trần Thế Hào, cũng đã kể sơ lược về sự việc, do đó sau khi đến câu lạc bộ, Chu Dương lập tức đi thẳng lên tầng 3 với Như Xuyên. Đợi một chút, có điều, lúc anh lên đến tầng 2, đang chuẩn bị đi đến tầng 3 thì đột nhiên vang lên một giọng nói. Âm thanh phát ra vô cùng lạnh lùng, dường như còn chứa đựng cả sự tức giận. Hai người lập tức bị một bóng người cản lại. Xung quanh có không ít người nhìn thấy cảnh này, ánh mắt họ hiện lên sự tò mò hóng hớt. Là anh ta, không ngờ người đầu tiên ra tay làm khó Chu Dương lại là anh ta. Ha ha, không phải vậy sao, tôi nghe nói lần trước đám người Lý Minh Phong và Thái Hùng tụ tập ở đây muốn tổ chức tiệc chào mừng thái hùng vừa trở về đông hải lúc đó anh ta vẫn còn ở bên ngoài nên không xuất hiện hai người anh em của anh ta liên tục bị một người đánh úp nên anh ta muốn đứng ra dạy cho đối phương một bài học cũng là chuyện đương nhiên này mọi người nói xem hôm nay anh ta có thể lấy lại được thể diện cho lý thiếu gia và thái thiếu gia không cái này cũng không chắc lắm sức lực của anh ta cũng ngang bằng với thái thiếu gia cho dù lợi hại hơn thì cũng chẳng đến đâu bởi ngay cả thái thiếu gia cũng phải chịu thua Chu Dương, cứ đợi xem tiếp thôi. Xung quanh có không ít người nhận ra kẻ đang chặn đường Chu Dương và Nghiêu Xuyên, họ lập tức nhỏ giọng sôi nổi bàn tán, tinh thần mỗi người đều vô cùng phấn khích, chỉ thiếu điều chưa cầm lấy điện thoại gọi cho bạn bè đến đây xem kịch hay mà thôi. chương 699, Đinh Phàm Nhà Đinh Gia Nếu nói trước đây Lý Minh Phong và Thái Hùng đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám có hành động bất kính với ai trong câu lạc bộ Silver Lake. Vậy thì người ra mặt lần này không hề kiêng rẻ bất cứ điều gì. Lý gia và Thái gia đều là hai gia tộc lớn hạng hai ở Đông Hải. Người trước mắt này đến từ gia tộc hạng nhất ở đây là một gia tộc lớn chân chính. Đinh gia, Chu Dương liếc nhìn người đang cản đường anh là một người trẻ tuổi, mặt mũi thanh tú, lúc mới nhìn cảm thấy hắn giống như sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, trên mặt là dáng vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống. Nhưng Chu Dương biết người trước mắt anh không hề đơn giản. Có thể đứng cản đường trước mặt anh, trên người hắn tỏa ra khí thế đe dọa muốn chèn ép người đối diện, điều này đã nói cho anh biết, kẻ này tuyệt đối không phải là người bình thường. Ít nhất, về mặt thực lực, e rằng còn lợi hại hơn cả Thái Hùng. Nghe những lời bàn tán của những người xung quanh, anh biết rằng, lai lịch thân phận của đối phương, hắn tên là Đinh Phàm người đứng đầu đời thứ ba của Đinh Gia. Chu Dương thật sự không hiểu rõ về Đinh Gia. Lúc trước có một bộ phim truyền hình tên là đã từng phổ biến rộng rãi khắp nơi, trong đó hình tượng nam chính Đinh Lực chính là dựa theo hình mẫu của ông tổ Đinh Gia Đinh Lập. Vào năm đó, xuất thân của Đinh Lập vô cùng nghèo khó, ông ta chọn thành phố Đông Hải rộng lớn này làm nơi dừng chân, một mình lập nên cơ nghiệp, giúp Đinh Gia trở thành gia tộc lớn tiếng tam vang dội ở Đông Hải lúc bấy giờ. Trải qua mấy mươi năm phát triển, Đinh Gia đã trở thành gia tộc lớn mạnh hãng nhất ở đây, thực lực tương đương với các gia tộc lớn khác như Tôn Gia và Tô Gia. Xem ra Đinh Phàm này, nhất định là có quan hệ bạn bè với Lý Minh Phong và Thái Hùng. Vậy lần này, mục đích hắn cản đường Chu Dương, không nói cũng rõ. Chu Dương không nói gì, khi bị Đinh Phàm chặn lại, anh cũng chỉ bình thản nhìn hắn, dường như căn bản anh không hề quan tâm đến sự tồn tại của hắn, chỉ đơn giản anh đang bị một người lạ chặn đường, anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương tại sao lại cản đường anh khi đinh phàm nhìn thấy ánh mắt của chu dương đặc biệt là vẻ bình thản hiện lên trong mắt anh khiến hắn không nhịn được lập tức muốn bộc phát sự tức giận có điều đinh phàm vẫn kiềm chế lại hắn biết vì sao hôm nay lại xuất hiện ở đây cũng biết bản thân vì sao lại đến cản đường chu dương tất cả là vì trả thù cho lý minh phong và thái hùng tối hôm qua đinh phàm vừa từ nước ngoài trở về đã nghe nói về việc của Lý Minh Phong và Thái Hùng xảy ra ở câu lạc bộ Silver Lake. Hơn nữa ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake Trần Thế Hào còn đứng về phía Chu Dương, không hề nể mặt hai người bọn họ. Điều này khiến Đinh Phạm vô cùng phẫn nộ. Ai cũng biết, Lý Gia và Thái Gia, tuy bây giờ theo thứ tự trong danh sách đều chỉ xếp vào gia tộc hạng 2, nhưng thực lực chân chính của hai gia tộc này đều có thể đưa ra so sánh với các gia tộc lớn hạng nhất. Càng huống hồ, Lý Minh Phong và Thái Hùng còn là bạn thân của hắn, bọn họ cùng nhau lớn lên, phần tình nghĩa này thật không dễ dàng cắt đứt. Vậy mà lại có người dám ra tay với hai người bọn họ, điều này đúng là không nể mặt Đinh Phạm hắn. Cho nên Đinh Phạm ở đây là muốn đợi Chu Dương xuất hiện, sau đó tự mình chất vấn đối phương. Có điều, dù sao Chu Dương cũng có quen biết với Trần Thế Hào, Đinh Phạm nể mặt ông ấy, cuối cùng vẫn trở lại cho Chu Dương chút thể diện nhưng phải xem Chu Dương có cần chút thể diện này hay không. Đinh Phạm đứng ở đầu cầu thang lên tầng 3, từ trên cao nhìn xuống Chu Dương, vẻ mặt gần như không có gì thay đổi, nhưng lại có một áp lực vô hình đang bao trùm lấy anh. Từ chỗ Thái Hùng, Đinh Phạm đã biết được đại khái về thực lực của Chu Dương. Thực lực của anh không bằng Thái Hùng, nếu không có Trần Thế Hào đột nhiên xuất hiện, ra tay đánh bị thương Thái Hùng thì hắn đã sớm hạ gục Chu Dương. Cho nên, đinh phàm cho rằng chu dương chắc chắn không thể nào chịu nổi áp lực bị đe dọa mà hắn tạo ra chỉ là đã trôi qua một phút hai phút rồi ba phút năm phút sau ánh mắt đinh phàm nhìn chu dương đã lộ ra sự khác thường hắn không ngờ dưới sự đe dọa của hắn mà chu dương lại không có phản ứng gì giống như cảm giác áp bức này không hề tồn tại với anh sao có thể chứ đinh phàm thầm cảm thấy bất ngờ nếu lời thái hùng nói là thật vậy chu dương nhất định là không chịu nổi áp lực này mới phải anh đinh phàm muốn mở miệng nói nhưng chỉ vừa nói được một chữ đã bị chu dương cắt ngang tránh ra chỉ hai chữ cũng biểu hiện rõ ràng được thái độ của chu dương cho dù là đối mặt với người đứng đầu đời thứ ba của đinh ra thì chu dương cũng không hề coi trọng thậm chí trước sự cản đường của đinh phàm anh chỉ đơn giản dùng hai chữ tránh ra mạnh mẽ đánh trả lại trên mặt đinh phàm lập tức lộ rõ sự kinh ngạc hắn không ngờ chu dương lại nói với hắn như vậy hắn là ai là đinh phàm người đứng đầu đời thứ ba của đinh gia gia tộc hạng nhất ở thành phố đông hải ở cả thành phố đông hải này không có mấy người mà hắn không thể đụng vào tuy rằng đinh phàm không biết rõ về chu dương nhưng người này lại dám nói với hắn bằng giọng điệu như vậy giây phút này đinh phàm như thể sắp phát tiết cơn giận nếu không phải bởi vì mọi người ở đây đang nhìn chằm chằm vào bọn họ lại còn đang ở trong câu lạc bộ Silver Lake, nơi được xem là sân nhà của Chu Dương thì hắn sẽ không chừa cho anh chút thể diện nào, lập tức dùng sức mạnh đánh bại Chu Dương. Anh biết anh đang nói chuyện với ai không? Đinh Phạm nỗ lực kiềm chế cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói. Chu Dương quan sát mọi người xung quanh, họ cũng dần cảm nhận được sự lạnh lùng băng giá đang tỏa ra từ người Đinh Phạm. Mục tiêu mà hắn nhắm đến là ai, mọi người không nói cũng rõ. Trong nháy mắt, tầm nhìn của đám đông dần dần tập trung vào người Chu Dương. Họ không ngờ, Chu Dương lại dứt khoát như vậy, không hề nể mặt Đinh Phàm. Phải biết rằng, đây là Đinh Phàm. Chỉ cần Đinh Phàm lên tiếng đưa ra yêu cầu, thì ở đây sẽ có vô số người hưởng ứng. Bây giờ, hắn đứng cản trước mặt Chu Dương, lại bị anh xem thường, xua đuổi như ruồi nhặng. Chu Dương không trả lời Đinh Phàm, thực ra anh không quan tâm dự định của đối phương là gì. Đương nhiên, trong mắt Chu Dương, ông tổ đinh gia đinh lập là một nhân vật to lớn có máu mặt trải qua nhiều năm phát triển thực lực đinh gia bây giờ tuy mạnh hơn trước đây nhưng người trong gia tộc tốt xấu lẫn lộn đã sớm không còn khí phách của đinh lập đời trước nữa chu dương chuyển rời ánh mắt khỏi người đinh phàm tiếp đó dẫm chân lập tức muốn đi ngang qua hắn đáng ghét dám xem thường tôi như vậy đinh phàm giận sôi máu khuôn mặt đỏ bừng chu dương này dám xem thường hắn không những không trả lời hắn bây giờ còn muốn đi ngang qua hắn quả thật là không xem đinh phàm ra gì ở đây có nhiều người quan sát như vậy hắn lại bị chu dương coi thường đinh phàm sao có thể tiếp tục nhẫn nhịn khi chu dương đi đến cùng một bậc thang với đinh phàm hắn đưa tay ra nhanh chóng chụp lấy cánh tay của chu dương muốn hạ gục anh tiếp đó sẽ hỏi tội anh nhưng trong nháy mắt ngay lúc đinh phàm ra tay như xuyên người vẫn luôn đứng phía sau chu dương lập tức hành động Trường 700 như xuyên ra tay trước lúc tay của Đinh Phàm chạm vào Chu Dương như xuyên người luôn đi theo sau Chu Dương đã ra tay nhanh hơn một bước không ai thấy như xuyên chuyển động kiểu gì giống như một cơn gió lướt qua không ai thấy như xuyên di chuyển như nào nhưng khi mọi người nhìn rõ thì như xuyên đã đi tới bên cạnh Chu Dương hơn nữa một tay cậu ấy còn tóm chặt lấy cổ tay của Đinh Phàm mọi người kinh ngạc bỗng thay đổi cái nhìn về như xuyên ban đầu mọi người đều nghĩ rằng nghiêu xuyên chẳng qua chỉ là một người đi theo cạnh chu dương thôi dù sao phần biểu hiện trước đó của chu dương ở đây quá nổi bật nên tất cả mọi người đều nhớ anh nhưng còn nghiêu xuyên chưa kể có rất ít người ở đây từng gặp cậu ấy mà dù trước đó có gặp thì có lẽ cũng không có ấn tượng gì mọi người không ngờ tài nghệ võ thuật của nghiêu xuyên lại giỏi đến vậy thậm chí còn mạnh hơn cả đinh phàm bỗng chốc một ý nghĩ nảy ra trong đầu mọi người lần này đinh phàm gặp phải đối thủ rồi mà tâm trạng hiện giờ của đinh phàm vô cùng tồi tệ vẻ mặt cũng u ám cực kỳ hắn không còn nhìn chu dương nữa mà nhìn chằm chằm vào ngưu xuyên như thể giữa hai người có một mối thủ không đội trời chung đừng nói người khác ngay cả đinh phàm cũng không thấy ngưu xuyên di chuyển như nào vừa rồi hắn định ra tay ngăn cản chu dương nên đã đánh bất ngờ nhưng đinh phàm không ngờ rằng tay hắn chưa kịp chạm tới Chu Dương thì đã bị người đi theo cạnh Chu Dương tóm chặt cổ tay rồi. Ninh Phàm thử hai lần, cả hai lần hắn đều muốn rút tay hắn khỏi tay đối phương. Nhưng cả hai lần đều thất bại. Ninh Phàm không thử tiếp lần ba nữa. Bởi vì hắn biết rằng đôi lúc một số người có thực lực mạnh lại có vài sở thích đặc biệt. Hắn biết một cái đó là quá tam ba bận. Tay bị đối phương gắt gao nắm chặt, mà hắn lại không thấy được đối phương ra tay kiểu gì tức là Đinh Phàm không phải đối thủ của đối phương. Vậy thì, trong mắt đối phương, hắn chỉ là kẻ yếu. Kẻ yếu có thể khiêu khích kẻ mạnh một lần. Kẻ yếu có thể khiêu khích kẻ mạnh hai lần. Nhưng kẻ yếu không thể khiêu khích kẻ mạnh ba lần. Bởi vì, một kẻ mạnh thực thụ sẽ không cho phép kẻ yếu khiêu khích mình tới ba lần. Đinh Phàm biết, hai lần trước hắn muốn rút tay về tức là đã khiêu khích đối phương rồi. Hai lần, đối phương đều không có phản ứng gì nhưng đinh phạm có cảm giác một khi hắn thử lần thứ ba thì chắc chắn sẽ phải nhận lại một đòn phản công dữ dội từ phía đối phương mà lúc này đinh phạm không đủ tự tin để nhận đòn phản công của đối phương cậu muốn làm gì đinh phạm khẽ nói giọng như đang cố kìm nén tức giận hắn không ngờ hắn lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt tóm chặt tay không thể động đậy thậm chí trong lòng hắn còn vô cùng sợ hãi người trước mặt đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đó dù đối diện với mấy người mạnh trong Thái Gia, hay thậm chí là tông sư võ giả như lão gia Thái Gia thì Đinh Phàm cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng lần này, hắn có thể thấy rõ được rằng, người trước mặt hắn khác hẳn so với những kẻ mạnh mà hắn đã gặp trước đó. Người trước mặt lặng im, chỉ âm thầm tóm chặt tay hắn, không nói lời nào, mắt nhìn Chu Dương như đang hỏi ý kiến. Đây là một kẻ mạnh phục tùng người khác. Đinh Phàm không biết đối phương mạnh như nào, nhưng ít nhất cũng gần đạt đến cảnh giới tông sư võ giả. Không thì đối phương sẽ không vì chút chuyện này mà nắm chặt tay đinh phàm, khiến hắn không gỡ ra được. Trước sự chất vấn của đinh phàm, Như Xuyên không nói gì, cậu ấy hướng mắt sang phía Chu Dương. Cậu ấy đang chờ Chu Dương đáp lại. "Nay tôi không có tâm trạng dây dưa với anh ở đây, nếu như anh muốn báo thủ cho Lý Minh Phong và Thái Hùng, tôi sẽ chờ anh." Chu Dương không nói nhiều, chỉ lẳng lặng nói đôi câu rồi đi qua đinh phàm, bước thẳng lên tầng 3. Đương nhiên đinh phàm không cam lòng, nhưng tay hắn đang bị Nưu Xuyên giữ chặt, không thể động đậy, nên hắn chỉ có thể kìm nén cơn giận, nhìn Chu Dương đi lên tầng 3. Giờ thì buông tay tôi ra được chưa? Đợi đến lúc Chu Dương đi lên tầng 3, mọi người không còn thấy bóng dáng anh nữa, lúc này đinh phàm mới nhìn Nưu Xuyên, nghiến răng nghiến lợi nói. Vốn dĩ lần này hắn định dạy cho Chu Dương một bài học nghiêm khắc trả thù cho Lý Minh Phong và Thái Hùng ở trước mặt mọi người trong câu lạc bộ Silver Lake. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, không những hắn không dọa được, mà bản thân hắn còn bị một tên đi theo cạnh Chu Dương tóm chặt tay. Đinh Phạm biết, mọi chuyện hắn làm hôm nay nhất định sẽ bị lan truyền ra. Nói không chừng chưa tới ngày mai, tất cả các đại gia tộc trong thành phố Đông Hải đều sẽ biết chuyện Đinh Phạm, người đứng đầu đời thứ ba của Đinh gia bị người ta chèn ép, khiến hắn mất mặt ở trong câu lạc bộ Silver Lake người như anh không xứng để tôi phải ra tay ở trước mặt anh dương nghiêu xuyên cười khẩy thẳng thừng buông tay đinh phàm ra còn đinh phàm lại không để ý tay bỗng nhiên bị đẩy mạnh nên không thể đứng vững lảo đảo lùi về sau đến khi va vào lan can cầu thang mới dừng lại lúc này khuôn mặt đinh phàm đỏ bừng bừng nhìn nghiêu xuyên với vẻ tức giận nhưng nếu bảo đinh phàm ra tay thì hắn không có tự tin để ra tay lần nữa chỉ là hắn đường đường là người đứng đầu đời thứ ba của Đinh Gia, hôm nay lại bị mất mặt ở đây, không những hắn không cam lòng, mà cả Đinh Gia cũng sẽ không cho qua dễ dàng. Hừ, được lắm, để tôi coi thử các người là ai mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy, hy vọng tới lúc đó, cậu vẫn có thể già mồm được vậy. Đinh Phàm biết hôm nay hắn không thể làm gì chu dương với như Xuyên được, giờ chỉ có thể kìm nén cơn giận xuống. Quăng một câu dọa nạt, Đinh Phàm dẫn người rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake, bóng lưng bỗng chốc hiện lên vẻ suy sụp. Ngưu Xuyên chỉ liếc nhìn rồi mặc kệ. Tạm bỏ qua chuyện đinh ra cũng có chút ảnh hưởng ở thành phố Đông Hải, chỉ cần chưa đạt tới cảnh giới tông sư võ giả, thì Ngưu Xuyên sẽ có thể bảo vệ Chu Dương an toàn. Cuống hồ, Chu Dương cũng không hề đơn độc, phía sau anh vô tình cũng hội tụ khá nhiều thế lực. Tính riêng sức mạnh mà Chu Dương có trong tay thì nó chẳng thua kém gì một gia tộc hạng nhất. Thu hồi lại tầm mắt, Ngưu Xuyên lặng lặng đi theo lên tầng 3. Chỉ là, điều cậu ấy không để ý tới là, sau khi cậu ấy bước lên tầng 3, rất nhiều người trong câu lạc bộ Silver Lake đã lặng lẽ rời đi. Thậm chí còn có người nhấc điện thoại lên, gọi điện thoại cho người bên ngoài để kể cận kẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cho nên, chẳng mấy chốc chỉ trong vòng một tiếng, tất cả các gia tộc và thế lực có máu mặt trong thành phố Đông Hải đều biết có một kẻ ngạo mạn xuất hiện trong câu lạc bộ Silver Lake. Audio điện tử võ tấn bền hết tập 42.